Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 7. Trong những người có cảnh giới ngang hàng, Diệp Khai cho rằng không còn có võ học nào có thể so sánh với Phong Vân Trưởng của nhà họ Diệp, hơn nữa với tính cách hiếu chiến của anh ta, cũng không hề sợ hãi mà xông về phía Dương Bách Xuyên. Diệp Khai được xưng là kẻ điên bởi vì trong đó có nguyên nhân là tính hiếu chiến của anh ta. Trong lòng Diệp Khai nghĩ, hôm nay anh ta chắc chắn phải đánh bại Dương Bách Xuyên để có thể cho toàn thế giới biết chỉ có gả cho Diệp Khai mới là lựa chọn duy nhất của Triệu Nam. Đối với việc Diệp Khai ra tay, Dương Bách Xuyên cũng không thèm để ý, bởi vì anh biết tu luyện thuật dẫn thể chỉ là võ đạo mà thôi, tuy là dùng võ nhập đạo rất bá đạo nhưng tổng thể cũng không thể so sánh với việc tu chân. Cho tới nay anh vẫn luôn giữ quan niệm về khái niệm này. Thế nhưng sau khi Diệp Khai đánh một chưởng tới thì sắc mặt Dương Bách Xuyên hoàn toàn thay đổi. Bởi vì anh có thể cảm nhận được từ trên tay Diệp Khai chính là nội lực hùng hậu không thôi. Tuy rằng nội lực võ đạo không thể so sánh bằng với người tu chân tu luyện bằng chân khí giống như Dương Bách Xuyên, thế nhưng khi nội lực đạt tới một số lượng nhất định thì tình huống sẽ khó nói. Mặc dù anh là người tu chân luyện khí kỳ tầng 1 nhưng là cấp nhập môn thấp nhất của tu chân. Vào giây phút này, từ khi Dương Bách Xuyên tu luyện tới nay đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn thấy một trưởng nhanh vô cùng của Diệp Khai đã đến, Dương Bách Xuyên đang vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, nghênh đón gấp rút một nắm đấm của Diệp Khai. Hai trưởng gặp nhau tạo ra một tiếng nổ nhức tai vang lên. Một đòn vừa rồi làm hai người bị đẩy ngược lại. Mỗi người lùi lại ba bước. Trong lòng Diệp Khai âm thầm giật mình trước nội lực tinh thuần của Dương Bách Xuyên, chân khí của anh so với anh ta còn cao hơn một bậc, đây chính là ưu thế về định lượng. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng giật mình vì nội công hùng hậu của Diệp Khai đều có thể sánh vai cùng với tu vi luyện khí kỳ một tầng của anh. Mặt khác Dương Bách Xuyên đang nghĩ đến việc anh xem thường thuật dẫn thể của Diệp Khai này, tuyệt đối không ngờ trên trái đất cũng có người có thể luyện thuật dẫn thể đến năng lực bằng tu chân. Trình độ có thể ngang bằng với người tu chân khí. Hai người đều có tâm tư riêng, nhìn nhau 3 giây, lại lần nữa va chạm vào nhau. Nhưng vào lúc này, Dương Bách Xuyên lại sử dụng chiêu thức thuật ngũ hành dẫn thể mà anh đã luyện ra. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, sâu trong thâm tâm của anh còn tu luyện công pháp cao cấp của tu chân càn khôn tạo hóa quyết, còn bên ngoài thì tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể, đối với anh nó chỉ là một chiêu thức mà thôi. Cũng là chiêu thức tạm thời. Chờ đến một ngày tu vi của anh có thể sử dụng pháp thuật, là lúc anh có thể không cần luyện chiêu thức thuật dẫn thể mà chỉ cần chuyên tâm tu luyện pháp thuật. Tạm thời tu vi bây giờ của anh quá thấp, không tu luyện được pháp thuật mà chỉ có thể đòi thuật ngũ hành dẫn thể từ chỗ sư phụ, thứ nhất là để rèn luyện cơ thể, thứ hai là để phòng thân, kết quả thật sự đúng lúc hôm nay phải dùng đến. Nếu như nói về thi đấu giữa sức mạnh thì anh tương đương với Diệp Khai, cho nên Dương Bách Xuyên cho rằng cộng thêm thuật ngũ hành dẫn thể nữa thì Diệp Khai sẽ không phải là đối thủ của anh. Sau khi Diệp Khai đánh ra Phong Vân Trưởng bằng toàn bộ sức lực thì Dương Bách Xuyên cũng đã có kế sách ứng phó, sức công phá của thuật ngũ hành dẫn thể khi đã thi triển ra, ngay lúc này đặc biệt là tất cả các xương cốt đều sẽ phát ra tiếng nổ vang, nó thật sự giống như hổ gào thét. Rầm rầm, vừa mới chạm mặt. Dương Bách Xuyên đã đánh ra 3 quyền đầy uy lực, 2 quyền trước đã hóa giải được công kích của Diệp Khai, 1 quyền cuối cùng đánh vào bắp chân của anh ta. Răng rắc. Bắp chân Diệp Khai bị Dương Bách Xuyên dùng 1 quyền cắt đứt, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau 1 giây, trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên vẫn còn sát khí vần quanh, không chút nghĩ ngợi cho một đòn tấn công như là gấu đen đụng cây, đánh về phía sau. Bốp khụ. Một tiếng kêu đau đớn. Cũng là Mặc Hành đứng ở một bên muốn đánh lén anh lại bị anh đánh bay ra ngoài. Từng người đối mặt, đã xử lý xong 2 người chủ tớ Diệp Khai. Ban ngày ban mặt, Dương Bách Xuyên cũng không muốn gây ra hành động giết người. Sau khi dừng tay, anh nhìn Diệp Khai toát mồ hôi lạnh trên mặt đất nói, anh muốn cắt đứt chân tôi, đây chính là báo ứng. Ha ha! Dương Bách Xuyên, cậu có bản lĩnh thì giết chết tôi đi, còn nếu không tôi sẽ nhớ kỹ cậu. Trong ánh mắt Diệp Khai có một tia sợ hãi nhưng vẫn nói ra một câu tàn nhẫn. Tôi cần gì xã hội có pháp luật, anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc sao? Đừng tưởng rằng biết một chút võ công mèo cào thì sẽ thành người vô địch thiên hạ, muốn báo thù sao ông đây sẽ chờ, cái đồ chơi gì ý nhỉ? Nói xong, anh lại bổ sung, còn nữa, Triệu Nam là bạn gái tôi, anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao, tôi là bạn trai của cô ấy, sau này đừng quấy rầy cô ấy nữa. Nếu không tôi thấy anh sẽ đánh anh 1 lần.
Được được được, cậu có gan đấy, cứ chờ mà xem Diệp Khai bị lừa gạt, tuyệt chiêu Phong Vân Trưởng đầy tự hào của nhà họ Diệp vậy mà lại bị Dương Bách Xuyên nói thành võ mèo cào, còn trắng trợn cướp phụ nữ với anh ta, cái mối thù này quá lớn rồi. Thế nhưng Diệp Khai biết mình không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên, cũng không dám ra tay, tên nhóc này làm sao có thể là một minh kình đỉnh phong được, vừa rồi khi anh ta giao thủ có thể nói e là đã đột phá minh kình, một chân bước vào thế giới võ đạo. Trong lòng sự ngạc nhiên đan xen với tức giận, bắp chân lại còn bị Dương Bách Xuyên đánh gãy xương chỉ bằng một quyền, còn ở bên kia, khóe miệng Mặc Hành chảy máu ho khan chạy lại đỡ Diệp Khai dậy rời đi. Chờ sau khi hai người đó đi, Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại mới phát hiện Triệu Nam nhìn anh không chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt đẹp lóe lên. Mà xung quanh cũng đã có người vây xem, dù sao cũng là đánh nhau. Dương Bách Xuyên sợ sẽ dẫn cảnh sát đến gây phiền phức, chào hỏi một câu về phía Triệu Nam, cô ấy mới hoàn hồn lại, trước tiên hai người ngồi lên xe rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tìm một nhà hàng, sau khi gọi đồ ăn xong, Triệu Nam đã bình tĩnh lại, chờ nhân viên phục vụ rời đi. Cô ấy nhìn Dương Bách Xuyên hỏi, không nghĩ tới anh cũng một võ giả cổ. Võ giả cổ là cái gì vốn dĩ tôi cũng không biết, còn có lúc nãy Diệp Khai nói cái gì mà tiểu tông sư minh kình gì đó, đều là mấy thứ tôi chưa nghe bao giờ, tôi nghe xong đầu cũng đã rối loạn lên, cô có thể giải thích cho tôi được chứ? Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam nói, đối với những thứ này anh vẻn vẹn chỉ có một suy đoán, thật sự không rõ ràng lắm, nhưng Triệu Nam có lẽ là biết cho nên mới hỏi ra. Anh thật sự không biết sao? Và ý thì toàn bộ các chiêu thức võ thuật này của anh là được truyền thụ từ ai? Triệu Nam hỏi ngược lại. Dương Bách Xuyên cảm thấy cạn lời, về chuyện trên người có một vị sư phụ thần tiên tuyệt đối không thể nói ra, trong mắt vừa đảo liền có chủ ý, khi còn bé tôi có gặp được một đạo sĩ. Vừa chuẩn bị lời bịa đặt để nói thì lại bị Triệu Nam cắt ngang nói, được rồi, tôi biết thế giới có quy luật tôn ti đẳng cấp của võ giả các anh có luật nghiêm khắc của mình. Có một số việc không thể nói thì tôi cũng sẽ không hỏi. Người muốn truyền thụ bản lĩnh cho anh có lẽ là một cao nhân cô độc một mình, không nói cho anh biết về thế giới của võ giả cổ cũng có khả năng. Nghe được Triệu Nam tự mình nói đầy đủ, Dương Bách Xuyên trong lòng muốn cười, ngược lại bất việc, lập tức lại hỏi, chúng tôi là võ giả cổ. Nhưng mà cô không phải sao? Không đúng nha, Diệp Khai đều là võ giả cổ thì sao cô lại không phải vậy? Triệu Nam cười khổ nói. Nhà họ Triệu chúng ta thật sự là thế gia võ cổ nhưng truyền thừa từ trước nay truyền thống nghiêm khắc, gia học truyền nam không truyền nữ, cho nên tôi không học võ, nhưng mà lại biết. Thì ra là như vậy. Vậy cô nói cho tôi biết chuyện của võ giả cổ là như thế nào đi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên hơi phát sáng, hôm nay đụng phải Diệp Khai xem như mở ra một cánh của thế giới hoàn toàn mới cho anh, thầm nghĩ trong lòng nói một câu chúng ta không cô đơn, đương nhiên là anh biết, nhiều lắm chỉ là tiếp xúc với võ giả cổ mà thôi. Về phần người tu chân, không chừng có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có mỗi mình anh. Bỗng Triệu Nam chậm chậm nói, tuy hiện tại tôi đang ở gia tộc võ cổ, hiểu về võ thuật hơn người bình thường rất nhiều, nhưng chỉ biết đại khái, đặc biệt là tu luyện võ giả cổ, tôi hoàn toàn không biết. Trước đây từng nghe người nhà nói qua, từ xa xưa võ cổ truyền đã được truyền thừa, trải qua nền văn minh mấy nghìn năm ở Trung Quốc, mỗi một triều đại đều sinh ra những bậc anh tài hơn người. Sáng tạo ra rất nhiều loại võ công và chiêu thức mới để tu luyện cơ thể. Ví dụ như trong ngũ cầm hí của Hoa Đà, các chiêu thức được tạo ra theo 5 loại linh thú, phương pháp tu luyện bên trong dựa vào kinh mạch khiếu huyệt của cơ thể con người để sáng tạo ra, được gọi là thuật dẫn thể. Cho nên võ giả cổ cũng được xem là võ công, còn có tên gọi khác là thuật dẫn thể, mục đích chính là giúp cơ thể khỏe mạnh cường tráng, rèn luyện thể lực. Cũng có người nói tu luyện cho tới khi nội lực đủ mạnh để bay lên trời chui xuống đất, nhưng đó chỉ là một cách nói mà thôi. Có thể bay lên và độn thổ hay không, không ai tận mắt thấy, đều là đồn đoán truyền miệng lẫn nhau. Một chiêu thức nếu không có nội công cùng lắm chỉ được gọi là võ thuật, không được gọi là võ công, cũng không được xem là võ giả cổ, loại mà hôm nay Diệp Khai và Mặc Hành sử dụng chính là võ giả cổ, bọn họ tập luyện toàn bộ chiêu thức cộng thêm việc tu luyện nội công. Khắp nơi ở Trung Quốc, những loại võ công được lưu truyền và gìn giữ một cách trọn vẹn cho đến tận bây giờ không nhiều, ở Yên Kinh có 4 gia tộc võ giả cổ lớn, trừ chúng tôi là nhà họ Triệu và nhà họ Diệp, còn có nhà Vương và nhà họ Niếp. Ngoài ra ở các tỉnh khác trên vùng đất của Trung Quốc cũng có gia tộc võ cổ, ví dụ như Tây Bắc có nhà họ Mã, ở khu vực Vân Quý thì đứng đầu là dòng họ võ giả cổ Mộ Dung. Ở những gia tộc trên,
nghe nói là còn có tông môn lợi hại hơn, nhưng lợi hại hơn ở điểm nào thì tôi cũng không biết. Trước đây tôi từng nghe ông nội nói qua, trong giới võ giả cổ, gia tộc cổ võ chỉ là cấp bậc võ công sơ đẳng, tông môn mới thực sự lớn mạnh, sự truyền thừa của tông môn lại càng phong phú hơn gia tộc về mọi mặt. Người trong giới võ giả cổ cũng phân theo từng cấp bậc, cấp thấp nhất là minh kình một tầng, cuối cùng là minh kình 9 tầng, đạt được tới minh kình 9 tầng, sẽ được gọi là tiểu tông sư, nội lực có thể đạt đến cấp bậc kinh khủng, một quyền hay một chưởng đã có thể đá một cái cây vụn thành từng mảnh. Diệp Khai người đấu với anh hôm nay chính là người có võ công thuộc cấp bậc minh kình 9 tầng, ở Yến Kinh, người này được mệt danh là một kẻ điên, nổi tiếng điên loạn, rất ít ai dám đụng chạm tới anh ta. Còn cấp bậc trên minh kình là ám kình, ông nội tôi từng nói qua, võ công khi bước vào cấp bậc ám kình mới chính là từng bước đi sâu vào trong, nội lực có sự biến đổi mạnh mẽ, cụ thể là gì thì tôi cũng không biết, dù sao thì ông nội tôi cũng đã nói. Ám kình vô cùng khó khăn, xác suất cứ 1.000 người chỉ được một người có võ công đạt đến trình độ ám kình. Cấp bậc ám kình còn được mọi người gọi là đại tông sư. Trong toàn bộ Trung Quốc những người xuất sắc có võ công đạt cấp độ ám kình cũng không có bao nhiêu, đa phần mọi người chỉ dừng lại ở cấp độ minh kình, khoảng cách từ minh kình chuyển sang ám kình là rất lớn. Triệu Nam từ tốn nói, trong đôi mắt ánh lên vẻ hào quang rực rỡ, tựa như một niềm khao khát đối với thế giới võ giả cổ. Mà trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đang có tính toán, chính anh cũng tu luyện tu vi luyện khí kỳ một tầng, rốt cuộc nó thuộc loại nào trong các loại võ giả cổ. Nếu dựa vào phán đoán của Triệu Nam, Diệp Khai chính là minh kình tầng 9, như vậy anh tu luyện tu vi luyện khí kỳ, chẳng phải là tương đương với minh kình tầng 9 hay sao? Nhưng trong giới tu chân, luyện khí kỳ cũng giống như tầng 9 trong minh kình tầng 9 vậy, vậy nếu anh bước vào luyện khí kỳ tầng 2? Chẳng phải cũng giống như ám kình của võ giả cổ hay sao? Đại tông sư sao? Dựa theo cách lý giải của Triệu Nam, người cấp minh kình của võ giả cổ được gọi là tiểu tông sư, còn ám kình là đại tông sư. Bây giờ nghĩ lại, trước đây Lý Đại Nghị kiên quyết nói mình là đại tông sư hình như cũng không có gì là sai. Nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ võ công của Lý Đại Nghị cũng gà mờ, ông nội tam không truyền lại nội công tâm pháp cho anh ta hay sao? Sau khi truyền lại thuật ngũ hành dẫn thể cho anh ta thì sau này anh ta chính là một võ giả cổ chân chính rồi. Theo như những gì Triệu Nam nói, chỉ có võ công bao gồm cả chiêu thức và nội công tâm pháp mới có thể được gọi là võ giả cổ. Hơn nữa nghe trong ý tứ của cô ấy, toàn bộ Trung Quốc, hoặc có thể là cả trái đất này còn không ít những võ giả cổ. Audio điện tử võ tấn bền. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên phấn khích. Nhưng cũng có một cảm giác cực kỳ khủng hoảng. Nhất là hôm nay khi giao đấu với Diệp Khai, cảm giác lo lắng càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Có thể anh sẽ phải đối đầu với minh kình tầng 9 của võ giả cổ, nếu không có ưu thế về chân khí và sự chống đỡ cực mạnh của thuật ngũ hành dẫn thể thì chắc có lẽ bây giờ anh đã bị Diệp Khai đánh đến gãy chân rồi. Huống chi, nghe Triệu Nam nói, sau minh kình tầng 9 còn có ám kình, sau ám kình sẽ lại còn có những cấp bậc khác nữa. Bây giờ anh còn có thể đối đầu với một người của minh kình tầng 9, nếu như đụng tới một người ám kình, ngày hôm nay anh sẽ chết chắc rồi. Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên có chút sốt ruột, nhất định phải nghĩ cách tăng tu vi của mình lên, nếu không có một ngày thật sự có một võ giả cố cấp bậc ám kình tìm đến, anh cũng chỉ có thể chờ chết. Điều khiến anh buồn bực chính là linh khí ở trái đất quá mức thưa thớt, từ sau khi bước vào luyện khí kỳ tầng 1, tuy rằng mỗi ngày anh đều kiên trì tu luyện, thế nhưng cảnh giới vẫn không thay đổi chút nào, không đột phá nổi tới luyện khí kỳ tầng 2, tính toán thời gian cũng đã 3 tháng rồi. Lần này, hai võ giả cổ là Diệp Khai và Mặc Hành xuất hiện đã cho Dương Bách Xuyên một hồi chuông cảnh tỉnh. Làm cho anh cảm nhận được sự nguy hiểm, âm thầm hạ quyết định trở về đánh thức sư phụ để hỏi thử xem có phương pháp nào tăng tu vi lên không, ít nhất phải tăng tu vi lên đến luyện khí kỳ tầng 2, nếu không anh sẽ không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, hôm nay lại còn kết thù với Diệp Khai, rất có thể đối phương sẽ không chịu để yên cho mình, nhất định phải đề phóng mới được. Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về chuyện làm sao để tăng tu vi lên nên không nói gì. Điều này lọt vào mắt Triệu Nam lại tưởng Dương Bách Xuyên đang lo lắng Diệp Khai sẽ trả thù, cô ấy vừa đảo mắt nhìn Dương Bách Xuyên đột nhiên hỏi, Dương Bách Xuyên, có phải anh hối hận vì đã đắc tội với Diệp Khai không? Dương Bách Xuyên như mới tỉnh mộng.
nghe được Triệu Nam nói thì hơi ngẩn người. Tôi hỏi có phải anh hối hận vì đã đắc tội với Diệp Khai không? Anh yên tâm đi, chuyện hôm nay đều do tôi gây ra, tôi sẽ nói lại với người trong nhà, sẽ không để nhà họ Diệp nhúng tay vào làm khó anh. Triệu Nam nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên lúc này mới phản ứng lại, anh nhìn Triệu Nam cười ha ha nói, cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là một gia tộc võ cổ mà thôi, tôi thật sự không để vào mắt, Diệp Khai biết điều thì tốt nhất đừng đến tìm tôi gây phiền phức, nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh ta hối hận. Về phần hối hận, trong từ điển cuộc sống của tôi, không bao giờ xuất hiện hai từ này, hơn nữa. Tôi rất vui vì có thể làm điều này vì cô. Nhìn Triệu Nam, Dương Bách Xuyên có cảm xúc nói ra. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt Triệu Nam sáng lên, sau đó nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên bất thình lình hỏi, có phải anh thích tôi đúng không? Chậc khụ khụ, Dương Bách Xuyên lúng túng, thầm nghĩ có phải vừa rồi anh hơi kích động quá mức rồi không, bị Triệu Nam nhìn ra rồi. Nhưng nếu Triệu Nam là một cô gái mà có thể hỏi thẳng thắn chuyện này, anh là đàn ông thì có chuyện gì không thể thừa nhận chứ? Lập tức nhìn cô ấy, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, đúng vậy. Tôi thật sự rất thích cô, từ giây phút cô cứu tôi, hô hấp nhân tạo cho tôi, hình bóng của cô đã in sâu trong đầu tôi rồi, tôi muốn theo đuổi cô. Rất dứt khoát, Dương Bách Xuyên thừa nhận. Sau khi nói xong, lại có chút lo lắng không yên, bởi vì câu này của anh chẳng khác nào đang thổ lộ tình cảm. Còn Triệu Nam thì sao? Giờ phút này, trong lòng cô ấy rất phức tạp, đối với Dương Bách Xuyên, thật ra cô ấy không thể nói là thích, cũng không ghét. Đúng như Dương Bách Xuyên nói, hai người lần đầu tiên quen biết đã kết duyên, ngày đó cô ấy đã dùng nụ hôn đầu tiên của mình làm hô hấp nhân tạo cho Dương Bách Xuyên. Khi đó là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc thân mật với người khác phái, sau đó cô ấy cảm thấy rất kỳ quái, chờ lần thứ hai tình cờ gặp Dương Bách Xuyên ở công ty, sau khi anh đánh khuất mạc để cứu cô ấy trong phòng họp, cảm giác kỳ quái trong lòng cô ấy càng sâu sắc hơn. Bản thân Triệu Nam cũng không rõ ràng lắm. Cô ấy đối với Dương Bách Xuyên có cảm giác gì? Nghe anh thẳng thắn nói thích cô ấy, trong lòng cô ấy không hiểu sao lại cảm thấy ngọt ngào, nhưng cô ấy biết thân là con gái nhà họ Triệu, hôn nhân của cô ấy đã sớm bị ông cụ trong nhà chỉ hôn cho Diệp Khai cũng là dòng chính của gia tộc cổ võ. Nhưng cô ấy không hề có chút cảm giác nào với Diệp Khai, cũng không hề chấp nhận hôn sự này, nhưng không còn cách nào, bởi vì lời nói của ông cụ trong nhà chính là thánh chỉ, không thể dễ dàng thay đổi. Trừ phi cô ấy có thể làm ra chuyện cống hiến rất lớn cho gia tộc mới có thể thay đổi ý nguyện của ông cụ. Cho nên Triệu Nam đến Cố Đô tiếp nhận công ty này, cô ấy muốn làm một công ty lớn mạnh để cống hiến lợi ích to lớn cho gia tộc, đi xoay chuyển ý nguyện của ông cụ. Mặc dù Triệu Nam biết điều này vô cùng khó khăn, nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ, dù sao mọi việc đều phải đi thử, không thử làm sao có thể biết có thành công hay không. Mà lúc Dương Bách Xuyên xuất hiện, nhất là sau khi phát hiện anh cũng là võ giả cổ, tâm tự của Triệu Nam khẽ dao động, lựa chọn Dương Bách Xuyên tốt hơn Diệp Khai rất nhiều. Trong lòng cô ấy nghĩ như vậy mà nhìn Dương Bách Xuyên nói, anh thật thích tôi sao? Hết lòng hết dạ, Dương Bách Xuyên không chút do dự trả lời. Dương Bách Xuyên, thích tôi hậu quả rất nghiêm trọng, anh đã nghĩ kỹ chưa, hôm nay anh cũng nghe Diệp Khai nói rồi đấy, chỉ cần mỗi nhà họ Diệp đối với anh cũng là một con quái vật khổng lồ rồi. Một khi tôi chấp nhận anh, muốn rời khỏi cũng khó, chúng ta ai cũng đừng hòng rời khỏi nha. Giọng điệu của Triệu Nam có chút trêu ghẹo nói, thật sự trong lòng rất căng thẳng mà trả lời Dương Bách Xuyên. Đối mặt với vấn đề của Triệu Khanh, gần như không cần suy nghĩ, Dương Bách Xuyên nói, tôi đã nghĩ rất kỹ, cũng không hối hận, bây giờ không hối hận, về sau cũng sẽ không hối hận. Thật ra anh hiểu những gì Triệu Nam nói là sự thật, nhà họ Diệp là thế gia cổ võ. Đối với anh đây chính là một quái vật khổng lồ. Nhưng vậy thì sao? Đừng quên thân phận thực sự của Dương Bách Xuyên. Đầu tiên, anh là truyền nhân của Tán Tiên, là đồ đệ của Thiên Tà Chí Tôn, Tán Tiên cấp 12 đứng đầu thế giới tu chân. Là người tu chân, từ sau khi bước vào con đường tu chân, anh đã không còn là người thường, cũng không thể cân nhắc dựa vào tư duy của người thường. Như thế nào là người tu chân? Ở trong lý niệm dạy bảo của sư phụ Vân Thiên Tà, người tu chân chính là sự tồn tại không gì không làm được, bay lên trời lao xuống đất, tung hoành trong vũ trụ, mục tiêu theo đuổi chính là chí lý của thiên đạo. Là một suy nghĩ hóa thân muôn loài, là một tồn tại phế thần diệt ma. Là sự tồn tại làm mưa làm gió.
Từ lúc Vân Thiên Tà đặt ra mục tiêu cho Dương Bách Xuyên, đó là sau này đi vào thế giới tu chân. Vì vậy điểm bắt đầu của anh rất cao, thân phận địa vị cũng như giống như vậy. Mặt khác, đối với người tu chân, địa cầu chỉ giống như một thế giới nhỏ của một phương trong vô vàn thế giới tu chân. Trong cuộc nói chuyện với sư phụ Vân Thiên Tà, tầm nhìn mà ông mang đến cho Dương Bách Xuyên luôn dựa trên tiêu chuẩn của ông. Vân Thiên Tà chính là một tán tiên đứng đầu xưng bá một cõi, đừng nói đến một thế gia cổ võ trên địa cầu, cho dù một vương triều tu chân của một phương cũng không lọt vào được trong mắt ông. Cho nên mặc dù Dương Bách Xuyên xuất thân từ địa cầu, nhưng chịu sự ảnh hưởng của sư phụ Vân Thiên Tà, dù tầm mắt và tư duy không biến thái như sư phụ, nhưng đối phó một với thế gia cổ võ trong miệng Triệu Nam, anh rất có tự tin. Đường đường là truyền nhân của Chí Tôn, nghe thấy một thế gia cổ võ đã khiếp sợ, vậy anh đừng nghĩ đến việc có được thành tựu. Không nói đến về sau đi đến thế giới tu chân, cảnh giới tu luyện cũng sẽ dừng lại không thăng cấp. Nhớ rõ sư phụ Vân Thiên Tà từng dạy bảo, tu chân tu bản tính tự nhiên, tùy tâm tùy tính, trong lòng nghĩ như thế nào, vậy làm như thế vậy, đó mới là chân lý tu chân. Người thế tục vốn phiền nào, bởi vì tâm linh bị giam cầm trong quá nhiều khuôn sáo cũ. Còn tu chân, chính là dùng để đánh vỡ sự giam cầm này, theo đuổi tự do. Tự do tùy tâm tùy tính. Tất nhiên tùy tâm tùy tính này không thể tùy tiện giết diệt sinh mệnh, làm như vậy sẽ bị trời phạt. Đầu tiên tâm phải chính, tiếp theo mới có thể phóng thích bản tâm. Tầm mắt cách cục đều cao, nhưng Dương Bách Xuyên không do dự trả lời Triệu Nam, bởi vì anh thực sự không sợ hãi một thế gia cổ võ. Lại không phải là thế gia tu chân. Đây chỉ là một thế gia cổ võ trên địa cầu, có lẽ võ giả cổ truyền thừa còn không nhiều bằng sư phụ tùy tay đưa vào trong đầu anh. Còn việc anh thích Triệu Nam, thật ra anh vẫn còn một chút rối rắm, bởi vì cảm giác hình như chính mình quá lăng nhăng. Lúc trước bởi vì đủ loại nhân tố bị đẩy đến bên cạnh Lâm Hoan, bây giờ lại theo đuổi Triệu Nam, ở trong mắt người khác chính là lăng nhăng không chung thủy. Nhưng rất nhanh Dương Bách Xuyên đã tìm được câu trả lời. Vẫn là câu nói kia. Anh là người tu chân, là truyền nhân tán tiên. Đột nhiên anh nhớ đến một câu thơ của Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng, không phụ Như Lai không phụ em. Có thể áp dụng trên người anh, không phụ tu chân không phụ người đẹp. Anh không phải một người phàm bình thường, nếu là người phàm, đầu tiên người đó sẽ phải chịu sự quản thúc của pháp luật và đạo đức, cả đời tuyên bố một lần yêu đương, cả đời chỉ cưới một vợ. Đáng tiếc, từ ngày anh trở thành truyền nhân của tán tiên, đối với anh tất cả những thứ đó có thể thay đổi. Lâm Hoan, Liễu Linh Linh, thậm chí U Dương Ngọc Thanh, mỗi một người đều đối xử với anh, hoặc anh đối xử với người ta một cách thiệt tình, hết lòng. Nếu anh là người thường, mấy vấn đề này chỉ có thể nghĩ trong lòng, đặt sâu bên trong, đáng tiếc anh không phải. Chỉ cần là kết giao thiệt tình, có cái gì không thể theo đuổi. Điều này không có gì sai. Cho dù là người thường cũng có thể có một vòng người đẹp, đừng nói đến một người tu chân như anh. Điều quan trọng nhất, đối với những người đẹp đó, anh có trả giá thiệt tình hay không? Kết giao với bọn họ là chơi, hay là trả giá thiệt tình? Ở trong năng lực của bản thân, anh sẽ không phụ bất cứ ai. Nếu một đời tu chân còn phải có những gông xiềng phiền não kia, lo lắng cái này, cân nhắc cái kia, vậy tu chân còn có ý nghĩa gì? Không lẽ vì một cái trường sinh mờ ảo? Một đời con người, một đời, trong trăm triệu ngàn ngàn sinh linh, có mấy người có thể gặp được duyên phận? Anh không muốn hối hận vì bỏ lỡ, những gì anh biểu đạt ra cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Khi trả lời vấn đề của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên đã từng nghĩ đến những việc này. Hơn nữa anh có cách giải quyết, về sau tìm một cơ hội giải quyết những việc này. Đến bây giờ anh vẫn chưa cảm thấy chính mình lạm tình. Cũng không trêu đùa bất cứ ai. Đối với Triệu Nam, đây cũng là lần đầu anh chủ động theo đuổi một người. Ý của Triệu Nam, nếu anh theo đuổi cô ấy, đầu tiên phải thừa nhận áp lực từ cổ võ nhà họ Diệp, tiếp theo còn có áp lực từ nhà họ Triệu của cô ấy. Cũng thử thách Dương Bách Xuyên, không nghĩ đến anh không hề nghĩ ngợi, đưa ra đáp án luôn. Điều này lại làm cô ấy khó xử. Cô ấy không rõ thế lực cổ võ sau lưng Dương Bách Xuyên có thể chống lại được nhà họ Diệp khổng lồ hay không. Cũng không biết cảm xúc của chính mình dành cho Dương Bách Xuyên, nhưng ma xui quỷ khiến đã nói ra một câu như vậy. Được rồi, bây giờ nhìn đến ánh mắt kiên định tràn ngập tự tin của anh,
Triệu Nam suy đoán có lẽ sau lưng Dương Bách Xuyên có một thế gia cổ võ hoặc thế lực cường đại nào đó. Tự tin như vậy, không lẽ là tông môn? Nhưng cô ấy không hỏi ra những lời này. Yên lặng một lúc, cô ấy nghiêm túc nói, thật ra tôi cũng chưa yêu đường bao giờ, có lẽ chúng ta có thể thử một lần. Nội dung nói chuyện kế tiếp liên tục mở rộng, Triệu Nam giảng giải thế lực và sinh ý của nhà họ Triệu và nhà họ Diệp. Đây có lẽ là điều đầu tiên anh phải đối mặt trong tương lai, trên kinh tế và thân phận đều phải xứng đôi. Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đã biết, thật ra trong lòng hiểu rõ. Từ khoảnh khắc anh ra tay đánh gãy chân của Diệp Khai, cho dù không có sự tồn tại của Triệu Nam, nhà họ Diệp cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Sau khi thẳng thắn thành khẩn nói chuyện với nhau, hai người đã thân cận hơn rất nhiều. Cũng không biết đây có tính là yêu đương hay không, dù sao nói chuyện phiếm tùy ý hơn lần đầu rất nhiều. Dương Bách Xuyên cũng nói qua tình trạng của chính mình với Triệu Nam, khi Dương Bách Xuyên nói ra, đan chú nhân do anh làm chủ, Triệu Nam mở to hai mắt nhìn, nhưng sau đó lại bình thường trở lại. Trong lòng càng thêm tin tưởng chắc chắn thế lực đứng sau lưng Dương Bách Xuyên là một tông môn. Cô ấy từng nghe ông nội nói, chỉ có tông môn cường đại mới có thể luyện chế ra một ít đan dược dù ra giá cũng không ai bán. Cô ấy còn từng bán đấu giá đan chú nhan nên biết rõ ý nghĩa của thứ kia. Càng tiếp xúc với Dương Bách Xuyên, cô ấy càng cảm thấy không nhìn thấu người đàn ông này, cảm thấy trên người anh có quá nhiều bí ẩn. Lúc ăn cơm xong sắp đi, Dương Bách Xuyên nhận được cuộc gọi của Lưu Tích Kỳ, trong điện thoại Lưu Tích Kỳ trầm giọng, nói cậu đi đến công ty một chuyến, có vấn đề về khâu xét duyệt sản phẩm. Hôm nay Lâm Hoan đi tra được một người, đối phương đưa ra một vài điều kiện, hẹn gặp chúng ta ở câu lạc bộ Lam Nguyệt. Có người đỏ mắt đồ vật của chính mình, nổi tiếng không khó coi, Dương Bách Xuyên có thể tiếp tu, nhưng miệng quá lớn, anh không phải là một quả hồng mềm. Triệu Nam đứng bên cạnh thấy sắc mặt của Dương Bách Xuyên không quá đẹp, quan tâm nói có chuyện gì vậy? Có lẽ chiều nay tôi phải xin nghỉ, có chút xấu hổ, ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ, hình như có chút quá đáng. Không sao, dù sao trong khoảng thời gian này tôi cũng phải chỉnh đốn lại công ty. Anh có việc cứ đi trước, tôi sẽ bắt xe về công ty. Cô ấy rất giỏi đoán ý người. Không vội, tôi đưa cô trở về trước. Vậy được. Sau khi tính tiền, Dương Bách Xuyên chở Triệu Nam đến công ty, sau đó lái xe đến câu lạc bộ Lam Nguyệt, Lưu Tích Kỳ nói anh ta và Lâm Hoan chờ ở bên đó. Trong điện thoại cũng không nói rõ đó là ai. Nhưng có thể làm Lâm Hoan ra mặt, còn muốn nói chuyện trịnh trọng, có lẽ không phải người bình thường. Rượu Cố Nguyên cũng coi như là sản phẩm đầu tiên của công ty, cần thiết phải có một khởi đầu tốt đẹp. Dương Bách Xuyên còn muốn trông cậy vào nó để làm to. Tương lai để dành của hồi môn cho em gái, cho người anh em một đường ra, nhưng không nghĩ đến lại phân đoạn đầu tiên đã có vấn đề. Đã dừng lại hơn nửa tháng, tiếp theo anh muốn cho ra một sản phẩm khác, hôm nay phải giải quyết xong chuyện này. Sau khi đến nơi, Lưu Tích Kỳ và Lâm Hoan đã chờ sẵn ở cửa. Xuống xe đi đến, thuận miệng hỏi, đối phương là ai? Lâm Hoan nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ánh mắt dịu dàng, nói tập đoàn Tây Bắc Tuấn Mã, cậu ba của nhà họ Mã, Mã ông Thành. Tôi biết được qua miệng của một trưởng bối, quan hệ rất cứng, sau khi phát hiện chúng ta hỏi thăm anh ta đã trực tiếp hẹn ăn cơm. Ăn cơm là giả, cắn một ngụm máu uống là thật. Lưu Thích Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Nói cách khác, đây là một bữa tiệc hồng môn, Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng. Đi vào trước rồi nói sau, đối phương không cho chúng ta mặt mũi, chứng tỏ đến có chuẩn bị. Lâm Hoan nhìn Dương Bách Xuyên nói. Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến là thế gia cổ võ nhà họ Mã, không biết có phải là cùng một gia tộc hay không, đi, tôi muốn nhìn xem bản thân anh ta có thể lớn đến mức nào. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Dương Bách Xuyên hỏi, nếu là hẹn ăn cơm thì phải có người đứng ra chứ nhỉ? Ai hẹn các cậu? Lâm Hoan trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ, cháu trai của người đứng đầu cục công thương Cố Đô, trước kia sống cùng một đại viện với tôi, lớn hơn tôi vài tuổi. Người tôi nhờ nghe ngóng thông tin là anh ấy, người hẹn chúng ta cũng là anh ấy. Tên là gì, làm nghề gì, Dương Bách Xuyên hỏi. Tên là Trịnh Thế Kiệt, đang làm việc ở cục công thương. Sao cậu lại nghi ngờ anh ấy? Lâm Hoan hỏi với vẻ kinh ngạc. Không phải, tôi thuận miệng hỏi thôi. Có người đứng ra thì dễ làm. Trong lúc nói chuyện,
mấy người đã đi vào câu lạc bộ Lam Nguyệt. Lưu Tích Kỳ nói, nghe nói câu lạc bộ này có bối cảnh rất sâu, người quyền quý trong giới kinh doanh và chính trị ở khắp cố đô thường xuyên đến đây. Lần trước tôi từng đi theo Liễu Sơn Hải đến đây một lần. À đúng rồi, lần trước Liễu Sơn Hải nói với tôi là khi nào rượu Cố Nguyên của chúng ta được đưa ra thị trường, nhà họ Liễu bọn họ muốn làm đại lý độc quyền, cậu thấy sao? Chuyện của công ty cậu cứ xem mà làm, tôi không hiểu đâu. Có điều tôi và Liễu Sơn Hải hợp tác phụ đan chú Nhan khá ổn, chú ấy rất công bằng, nếu có thể tiếp tục hợp tác với chú ấy thì cứ hợp tác. Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Lưu Thích Kỳ gật đầu, tôi nghĩ thế này, hiệu quả của rượu Cố Nguyên đã được kiểm nghiệm, có hiệu quả rõ rệt trên phương diện kia của đàn ông, chắc chắn sẽ đắt hàng. Tôi hy vọng tương lai rượu Cố Nguyên sẽ đi xa hơn, vì vậy chúng ta chỉ hợp tác với nhà họ Liễu quyền kinh doanh ở khu vực Tây Bắc thôi, còn các vùng khác cứ tách ra thì hơn. Trung Quốc có mấy khu vực lớn, chúng ta cần mở rộng sản phẩm ở mỗi khu vực, sau đó có thể mở rộng mạng lưới quan hệ. Được, cậu cứ liệu mà làm. Dương Bách Xuyên tin tưởng Lưu Tích Kỳ 100%, tuy nhiên Lưu Tích Kỳ là người có IQ cao, anh ta biết Dương Bách Xuyên tin mình là một chuyện, nhưng mình vẫn phải nói những gì nên nói, bày tỏ thái độ cần bày tỏ. Anh ta cũng là một người có dã tâm, cho nên càng thêm để ý tới sự tin tưởng của Dương Bách Xuyên, chỉ có như vậy thì quan hệ anh em giữa hai người mới có thể duy trì lâu dài. Trong lúc trò chuyện, ba người đã đi tới phòng VIP của câu lạc bộ. Sau khi gõ cửa, Dương Bách Xuyên đi đằng sau Lưu Tích Kỳ. Anh mặc bộ đồ thoải mái, trong khi Lưu Tích Kỳ mặc vest chỉn chu, Lâm Hoan ở bên cạnh nhìn hai người mà cảm thấy anh giống cu li của Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên vốn định lặng lẽ kín tiếng. Ngay từ đầu anh đã tuyên bố mọi chuyện trong công ty đều do Lưu Tích Kỳ quyết định, hôm nay anh tới đây với thân phận cu li để bí mật quan sát. Người mở cửa là một thanh niên tầm 28-29 tuổi, đeo kính, dáng vẻ lịch sự nho nhã. Anh ta mỉm cười chào hỏi Lâm Hoan trước, Lâm Hoan ngày càng xinh đẹp. Mời các vị vào trong. Chào anh Trịnh, xin lỗi đã để anh chờ lâu. Xin giới thiệu đây là bạn em Lưu Tích Kỳ, Tổng Giám đốc công ty Vân Kỳ. Cậu ấy là Dương Bách Xuyên. Lâm Hoan đã được Dương Bách Xuyên dặn dò nên chỉ giới thiệu tên một cách qua loa, trọng tâm là Lưu Tích Kỳ. Nghe danh Tổng Giám đốc Lưu đã lâu, tôi là Trịnh Thế Kiệt. Mấy người trò chuyện xã giao một lúc rồi ngồi xuống. Dương Bách Xuyên thấy trong phòng VIP không có ai khác ngoài Trịnh Thế Kiệt, tức thì nhíu mày. Lâm Hoan cũng nhìn quanh phòng rồi mỉm cười lên tiếng, anh Trịnh, Lưu Tích Kỳ là bạn em, còn anh và em thì hồi nhỏ sống chung một đại viện, tất cả đều là người một nhà nên em sẽ không vòng vo mà nói thẳng luôn. Tập đoàn Tuấn Mã mà anh nói đâu rồi? Đối phương hẹn bọn em mà bản thân lại không đến, có phải coi thường bọn em không? Khụ khụ, Lâm Hoan đừng vội, cậu Mã đã đến rồi, đang ở phòng VIP bên cạnh. Kể ra thì chuyện lần này thật trùng hợp, anh và cậu Mã là người quen. Nhưng em yên tâm đi, anh tuyệt đối đứng về phía em, còn bên cậu Mã anh chỉ là người chuyển lời mà thôi. Lát nữa anh sẽ dẫn các em đi gặp cậu ấy. Trịnh Thế Kiệt nói là đứng về phía Lâm Hoan nhưng lại luôn miệng nhắc tới cậu Mã, cho dù là kẻ ngu cũng nghe ra anh ta đang ra mặt thay cậu Mã chó má gì đó. Anh ta nói rất lâu, Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra lần này Lâm Hoan nhờ Trịnh Thế Kiệt nghe ngóng chuyện xét duyệt sản phẩm, nhưng bây giờ xem ra Trịnh Thế Kiệt đã bị cậu Mã gì đó mua chuộc, luôn nói giúp cho đối phương. Lâm Hoan nhận thấy bất thường, dứt khoát ngắt lời Trịnh Thế Kiệt, Trịnh Thế Kiệt, coi như tôi tìm nhầm người, uổng công tôi gọi anh là anh. Hóa ra anh là thuyết khách của đối phương có phải không? Vấn đề phê duyệt sản phẩm của công ty Vân Kỳ lần này có phải anh trực tiếp nhúng tay vào không? Hay nói chính xác hơn là cậu Mã sau lưng anh chỉ đạo anh làm. Trước đó Trịnh Thế Kiệt đã ngồi xuống nói chuyện với Lưu Tích Kỳ rất lâu, nhưng toàn là mấy chuyện linh tinh, không đi vào chuyện chính. Anh ta ra sức khen ngợi cậu Mã gì đó có nhiều sản nghiệp lớn, tài chính dồi dào, đang tìm kiếm dự án. Dương Bách Xuyên nhíu mày. Lần này Lâm Hoan cũng nhận ra, sợ anh tức giận sẽ công khai trở mặt với Trịnh Thế Kiệt ngay lập tức. Trịnh Thế Kiệt thoáng sửng sốt. Lạnh lùng nở nụ cười, thế thì sao nào? Việc phê duyệt sản phẩm của các người bị chặn lâu như thế mà cũng không hỏi han, bây giờ mới nhận ra. Đúng là ngu ngốc. Trịnh Thế Kiệt không giả vờ nữa, dựa lưng ra đằng sau, bắt chéo hai chân, nhìn Lâm Hoan nói, công ty Vân Kỳ. Ha ha, thật nực cười, một tên khố rách áo ôm đến từ nông thôn mà thôi, tưởng mình một bước lên trời rồi đấy à?
Nói thật cho các người biết, cậu Mã muốn mua công thức điều chế rượu Cố Nguyên, giá cả tùy các người đưa ra. Trịnh Thế Kiệt, anh đừng quá đáng. Lâm Hoan giận dữ đứng bật dậy, ngắt lời anh ta, không giấu gì anh, cổ đông của công ty Vân Kỳ có nhà họ Liễu, nhà họ Tiền và nhà họ Như, tôi cũng là một trong những cổ đông. Anh cho rằng mình nuốt nổi sao? Ha ha, Trịnh Thế Kiệt cười mỉa, sau đó nói, Lâm Hoan, xem ra em không hiểu nhà họ Mã ở Tây Bắc rồi, để anh nói cho em vậy. Cho dù 10 gia tộc lớn trong giới kinh doanh cố đô gộp lại cũng không đủ cho nhà họ Mã nhét kẽ răng, em từng nghe nói đến thế gia cổ võ chưa? Nhà họ Mã chính là đại biểu của thế gia cổ võ ở 5 tỉnh vùng Tây Bắc, người ta chỉ coi trọng một bản công thức điều chế của các người mà thôi. Hoặc là hai bên có thể hợp tác mà, cần gì phải cứng nhắc như vậy? Em đừng lôi ông cụ nhà em ra tạo áp lực, gia thế của người ta khủng lắm đó. Nếu không tin thì em có thể thử xem, ha ha. Anh! Dương Bách Xuyên ngăn Lâm Hoan đang nổi giận, ý bảo cô bình tĩnh đừng nóng. Đồng thời, anh thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên mình không đoán sai, là thế gia cổ võ, thảo nào một con chó Trịnh Thế Kiệt cũng kiêu ngạo như vậy. Cậu! Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Trịnh Thế Kiệt, cười hì hì nói, Trịnh Thế Kiệt đúng không? Đi gọi chủ nhân của anh đến đây, tôi chờ gã bàn chuyện làm ăn. Tôi có thể bán công thức điều chế rượu Cố Nguyên, hơn nữa nó đang nằm trong tay tôi. Lưu Tích Kỳ nghe thấy Dương Bách Xuyên nói muốn bán công thức điều chế thì mặt biến sắc. Anh ta biết bán công thức điều chế rượu Cố Nguyên có nghĩa là gì, nghĩa là giấc mộng đế quốc thương nghiệp của hai anh em họ sẽ vỡ tan. Anh ta không kìm được lên tiếng, nhóc Xuyên, không thể bán. Thiết Đản bình tĩnh đừng vội. Dương Bách Xuyên nói xong còn đánh mắt với Lưu Tích Kỳ tỏ ý tôi có chừng mực. Nghe Dương Bách Xuyên nói có thể bán công thức điều chế rượu Cố Nguyên, Trịnh Thế Kiệt vui như mở cờ trong bụng, nhưng rồi lập tức nhận ra hình như Dương Bách Xuyên mắng anh ta là chó. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, mày, mày là cái thá gì? Tao là ông nội mày. Bốp bốp. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa tiện tay tát Trịnh Thế Kiệt hai bạt tai. Tao ghét nhất là loại chó khinh người như mày. Cho mày 5 phút đi gọi chủ nhân của mày đến đây, quá thời hạn thì tao không đợi nữa. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn Trịnh Thế Kiệt. Trịnh Thế Kiệt nhìn ánh mắt lạnh như băng của Dương Bách Xuyên, sợ đến nỗi không dám ho he gì. Bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm như vậy, anh ta có cảm giác giống như bị rắn độc theo dõi. Và lại cậu Mã đã dặn dò Trịnh Thế Kiệt nhất định phải lấy được công thức điều chế, cho nên anh ta dứt khoát ra khỏi phòng VIP. Sau khi anh ta ra ngoài, Lưu Tích Kỳ lại không nhìn được nói, nhóc Xuyên, rõ ràng là đối phương dùng quyền thế đè người, cho dù cậu đưa công thức điều chế cho gã cũng chưa chắc kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi biết mà Thiết Đản, cậu đừng nóng, tôi sẽ không bán công thức điều chế đâu. Tôi nói vậy là bởi vì nếu như hôm nay không giải quyết chuyện này thì chúng ta đừng mong yên ổn mở công ty. Chờ chính chủ đến rồi tính tiếp. Chuyện hôm nay đều tại tôi. Nếu biết trước Trịnh Thế Kiệt là hạng người này thì tôi sẽ không tìm anh ta. Lâm Hoan tỏ vẻ áy náy. Dương Bách Xuyên mỉm cười bảo, chuyện này thì liên quan gì đến cậu, người ta đã chờ chúng ta đến cửa tìm bọn họ từ sớm rồi. Thế ra cổ võ à, hừ tôi muốn nhìn xem đó là cái thứ gì. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng cười u ám, chú em nóng tính ghê. Ba người Dương Bách Xuyên lập tức ngẩng đầu nhìn thì thấy có 4 người đi vào phòng. Người dẫn đầu chừng 30 tuổi, mặc trang phục thời đường, tay lần chàng hạt, bước chân chữ bát đi vào phòng. Dương Bách Xuyên không đứng dậy, vẫn nghênh ngang ngồi trên sofa nhìn đối phương và hỏi, người nhà họ Mã ở Tây Bắc hả? Thấy Dương Bách Xuyên nghênh ngang ngồi đó không định đứng dậy, người đàn ông kia cũng không tức giận mà khẽ mỉm cười, Mã Tiểu Lục nhà họ Mã xin chào chú em, nghe nói chú em muốn bán công thức điều chế rượu Cố Nguyên. Dương Bách Xuyên cười ha hả, đúng thế. Chỉ là một công thức điều chế còn con mà thôi, tôi đâu thể vì một công thức điều chế mà bị chó cắn mãi không nhả, chi bằng bán đi cho xong. Không biết anh có thể mua với giá tốt không? Người đàn ông tên Mã Tiểu Lục bị Dương Bách Xuyên mắng là chó, tuy gương mặt vẫn treo nụ cười, nhưng chàng hạt bồ đề trong tay đã đứt phượt, rơi tung tóe trên mặt đất. Hai gã ông đô con lạnh lùng theo sau anh ta giận dữ quát, thằng nhãi này chán sống à? Rõ ràng bọn họ là tay sai của Mã Tiểu Lục, lúc này muốn giữ tôn nghiêm cho chủ nhân. Còn Trịnh Thế Kiệt với hai dấu tay rõ nét trên mặt thì lộ vẻ oán hận Dương Bách Xuyên, không giấu được nụ cười hả hê.
Anh ta còn ước gì Dương Bách Xuyên không biết sống chết mắng thêm vài câu, sau đó bị cậu Mã giết chết. Hai gã đầu con tiến lên định ra tay với Dương Bách Xuyên, nhưng bị Mã Tiểu Lục giơ tay ngăn lại. Sở dĩ Mã Tiểu Lục muốn biết công thức điều chế rượu cố nguyên của công ty Vân Kỳ là bởi vì sau quá trình điều tra đã phát hiện công thức điều chế rượu cố nguyên rất giống đan tiểu bồi nguyên được lưu truyền trong giới cổ võ. Đương nhiên đây là kết quả phân tích của cao nhân trong gia tộc, không thể khẳng định 100%. Mã Tiểu Lục chú ý tới Dương Bách Xuyên là vì thời gian gần đây đan chú nhan rất thịnh hành, cho nên anh ta lần theo manh mối điều tra ra Dương Bách Xuyên, kết quả là phát hiện ra đan chú nhan và rượu cố nguyên đều có dấu vết liên quan đến đan dược trong giới cổ võ. Vì vậy nhà họ Mã suy đoán rượu cố nguyên được điều chế theo công thức đơn giản hóa, bèn điều tra tường tận về Dương Bách Xuyên, biết rằng anh chỉ là một sinh viên nghèo xuất thân từ nông thôn lên cố đô học đại học mà thôi, trong nhà không có ô dù gì hết. Nhưng càng đơn giản thì nhà họ Mã càng thấy không tầm thường, bởi vì cả đan chú nhan lẫn rượu cố nguyên mà dạo gần đây công ty Vân Kỳ do ông chủ Dương Bách Xuyên đứng sau màn thành lập sắp đưa ra thị trường đều không phải là thứ người bình thường có thể sở hữu. Nhà họ Mã nghi ngờ phía sau Dương Bách Xuyên có thế lực cổ võ giả. Nhưng bọn họ không điều tra ra manh mối. Nhà họ Mã thèm nhỏ dãi công thức điều chế rượu cố nguyên, bởi vì kết quả phân tích cho thấy rượu cố nguyên có tác dụng với tu vi của cổ võ giả. Tuy rất ít nhưng thật sự có. Phát hiện này khiến cả nhà họ Mã oanh động. Càng là như vậy thì bọn họ càng nghi ngờ phía sau Dương Bách Xuyên có cao nhân cổ võ, bèn phái Mã Tiểu Lục đại diện cho thế hệ thanh niên nhà họ Mã đang sống ở thế tục đi thăm dò Dương Bách Xuyên và giành lấy hai công thức điều chế trong tay anh. Nhà họ Mã là thế gia đứng đầu cổ võ giả ở năm tỉnh vùng Tây Bắc, biết rõ giá trị của công thức điều chế trong tay Dương Bách Xuyên. Trước khi điều ra rõ lai lịch của thế lực cổ võ giả chống lưng cho Dương Bách Xuyên, Mã Tiểu Lục không dám manh động, buộc phải nhẫn nhịn khi bị Dương Bách Xuyên mắng là chó. Anh ta cười ha hả nói, đúng là nhà họ Mã muốn rượu cố nguyên trong tay chú em, hay nói chính xác hơn là công thức điều chế đan cố nguyên nhỉ. Mã Tiểu Lục vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Dương Bách Xuyên hòng tìm ra chút tin tức từ ánh mắt anh. Nhưng tiếc là đôi mắt của Dương Bách Xuyên minh mẫn sáng suốt, phẳng lặng không chút dao động. Thấy vậy, Mã Tiểu Lục tiếp tục cất lời, chẳng hay chú em có thể từ bỏ thứ yêu thích hay không. Đương nhiên nhà họ Mã sẽ không bạc đãi chú em. Mặc dù ngoài mặt Dương Bách Xuyên vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng rất kinh ngạc khi nghe thấy lời nói của Mã Tiểu Lục. Anh thầm nghĩ, đúng là sơ suất. Nếu biết sớm thì mình sẽ pha loãng công thức điều chế đan cố nguyên, bây giờ bị thế gia cổ võ để mắt rồi. Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn Mã Tiểu Lục, sau đó giơ một ngón tay lên và nói. 10 tỷ, tôi sẽ dâng công thức điều chế rượu cố nguyên bằng hai tay. Tiếng cười của Mã Tiểu Lục chợt im bặt, chú em đang đùa tôi đấy à? Ha ha, trước giờ tôi chưa từng nói đùa. Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi, vừa nhìn đối phương chằm chằm vừa nghiêm túc nói. Chú em à, nhà họ Mã chúng tôi chân thành hợp tác với cậu, mong cậu nghĩ lại, dù sao nhà cậu vẫn còn em gái và bà nội cơ mà, cậu nói xem có đúng không? Mã Tiểu Lục híp mắt nói. Thật ra anh ta muốn thử Dương Bách Xuyên, nhưng không ngờ đối phương lại phản ứng thái quá như vậy. Dương Bách Xuyên không cảm thấy kỳ lạ khi Mã Tiểu Lục biết ra thế của mình. Đối phương thuộc thế gia cổ võ có thế lực và thực lực mạnh mẽ, điều tra cái gì mà chẳng được. Nhưng khi anh nghe thấy Mã Tiểu Lục lôi em gái và bà nội ra để uy hiếp mình, chân khí trong cơ thể lập tức vận chuyển, anh đứng bật dậy nhìn Mã Tiểu Lục chòng chọc với vẻ mặt vô cảm, đồng thời gằn ra từng chữ, Mã Tiểu Lục. Đừng tưởng thế gia cổ võ là giỏi, nếu các người dám động vào một sợi tóc của bà nội và em gái tôi thì tôi thề sẽ đào mộ 18 đời tổ tông nhà họ Mã các người lên quất xác. Mã Tiểu Lục bị lời nói lạnh lùng của Dương Bách Xuyên dọa sợ. Nhìn vào đôi mắt lạnh băng kia của Dương Bách Xuyên, anh ta cảm thấy thằng nhãi này thật sự có thể làm được. Nhưng sau đó anh ta cũng nổi trận lôi đình vì Dương Bách Xuyên nói như vậy chính là đang khiêu khích nhà họ Mã. Anh ta đã dò xét lâu như vậy rồi. Cũng nên thử thực lực Dương Bách Xuyên thôi, nếu đối phương thật sự là người của thế lực nào đó thì thực lực sẽ không kém. Nghĩ tới đây, Mã Tiểu Lục nói với hai gã đô con bên cạnh, A Đại, A Nhị lĩnh giáo bản lĩnh võ thuật của chú em họ Dương đi, đừng làm người ta bị thương. Hai gã đô con như tháp sắt phía sau Mã Tiểu Lục lập tức bước lên một bước, chắp tay nói với Dương Bách Xuyên, Mã Đại, Mã Nhị xin chỉ giáo. Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy bọn họ hơi trẻ trâu. Đánh nhau thì đánh đi,
lại còn chắp tay chào hỏi. Anh nhớ ra Triệu Nam từng nói người trong giới cổ võ giả đều truyền thống, xem ra đúng là như thế. Anh thì không chú ý nhiều như vậy, đánh nhau thì phải ra tay trước để giành lợi thế, ra tay sau sẽ chịu thiệt thòi. Mẹ nó chứ, các người sắp đánh tôi mà còn muốn tôi lễ phép với các người, nằm mơ đi. Anh lập tức tung ra một cú đấm, thi triển 5 chiêu thức liên quan đến muông thú trong thuật ngũ hành dẫn thể để chào hỏi cơ thể của Mã Đại và Mã Nhị. Bộp bộp bộp. Thoát cái ba người đã tay đấm chân đá được hơn 10 chiêu. Lúc này Dương Bách Xuyên hét lên một tiếng, dồn chân khí vào lòng bàn tay rồi tung ra 2 cú đấm. Rắc. Á. Ban đầu anh hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân để đấu với Mã Đại và Mã Nhị, trong đó có ý thăm dò. Bởi vì sau khi tốt nghiệp anh không được tiếp xúc nhiều với cổ võ giả ở trái đất. Sau hơn 10 chiêu, Dương Bách Xuyên đã thăm dò rõ ràng. Đừng thấy hai người này vạm vỡ như tháp sắt mà lầm, thực lực còn chẳng mạnh bằng Mặc Hành bên cạnh Diệp Khai ấy chứ. Mã Tiểu Lục hiểm độc lấy bà nội và em gái ra uy hiếp khiến Dương Bách Xuyên nổi ý định giết người. Mặc dù hiện tại anh không dám đối đầu với cả gia tộc họ Mã, nhưng trước tiên có thể đánh tàn phế. Dương Bách Xuyên có chân khí mạnh mẽ làm hậu thuẫn, chẳng mấy chốc Mã Đại và Mã Nhị đã bị anh đánh tàn phế. Lồng ngực Mã Đại lõm xuống, miệng hộc máu, Mã Nhị bị gãy một chân. Sau khi đánh gục hai người, Dương Bách Xuyên không dừng lại mà thuận tiện giơ tay tấn công Mã Tiểu Lục. Hôm nay anh nhất định phải cho Mã Tiểu Lục một bài học nhớ đời. Rồng có vảy ngược, Dương Bách Xuyên cũng có, mà vảy ngược của anh chính là bà nội và em gái. Nếu có thể thì hôm nay anh muốn giết Mã Tiểu Lục luôn. Mã Tiểu Lục mở to mắt nhìn, không ngờ Dương Bách Xuyên lại mạnh như vậy. Cuối cùng anh ta đã xác định được quả nhiên Dương Bách Xuyên là cổ võ giả, chỉ chớp mắt đã đánh A Đại và A Nhị tàn phế. Xem ra A Đại và A Nhị hợp sức cũng không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Ban đầu thử tấn công, bọn họ còn đỡ được mấy chiêu. Nhưng sau đó hai cổ võ giả Minh Kình tầng 8 gần như là bị hạ gục trong giây lát. Mã Tiểu Lục càng không ngờ thoát cái Dương Bách Xuyên đã vung một cú đấm về phía mình. Mã Tiểu Lục giật mình sợ hãi. Anh ta cũng là Minh Kình tầng 8, A Đại và A Nhị không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên thì anh ta lại càng không phải. Anh ta cuống quýt ra một quyền đỡ đòn, đồng thời gào to, Dương Bách Xuyên dừng tay. Dương Bách Xuyên phất lờ. Hung ác tung một đấm chứa chân khí tới. Rắc. Á. Mã Tiểu Lục ngã lăn ra đất kêu gào thảm thiết, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ tay bị gãy. Tuy anh ta là người nhà họ Mã, cũng học võ nhưng không giỏi mà chỉ giỏi xã giao, vẫn luôn là đại biểu ngoại giao của nhà họ Mã. Thật sự là võ vẽ chẳng ra gì, huống chi còn đụng phải người tu chân Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ra đòn thuận lợi thì thoáng sửng sốt. Không ngờ Mã Tiểu Lục lại là bình hoa. Anh lạnh lùng giẫm lên một chân của đối phương. Á, Mã Tiểu Lục liên tục kêu gào thảm thiết, Dương Bách Xuyên, xin chú em tha mạng. Dừng tay, tôi là người nhà họ Mã. Dương Bách Xuyên cười gằn, tôi biết anh là người nhà họ Mã. Hôm nay tôi dạy cho anh một bài học, nhớ là đừng uy hiếp tôi nữa, cũng đừng chọc vào tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho cả nhà họ Mã các người phải hối hận. Mã Tiểu Lục chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị người ta giẫm dưới chân như vậy, từ trước đến giờ ở Tây Bắc toàn là người nhà họ Mã bắt nạt người khác, nào có ngờ đến ngày hôm nay. Mã Tiểu Lục chẳng những bị Dương Bách Xuyên giẫm dưới chân, mà còn không dám ho he gì, chuyện ức chế thế này khiến anh ta muốn học máu. Nếu biết trước Dương Bách Xuyên biến thái khó chơi như vậy, thì chẳng thà tìm cao thủ trong gia tộc đến đối phó anh có phải bớt việc hơn không. Giận thì giận nhưng mà Tiểu Lục còn không dám thở mạnh. Bởi vì sợ Dương Bách Xuyên lại giẫm thêm một phát thì cái chân còn lại cũng gãy nốt. Sau đó, anh ta trợn mắt nhìn Dương Bách Xuyên nghênh ngang bỏ đi. Đúng vậy, Mã Tiểu Lục cảm thấy Dương Bách Xuyên thật sự không coi nhà họ Mã bọn họ ra gì. Ba người Dương Bách Xuyên, Lâm Hoan và Lưu Tích Kỳ ra ngoài câu lạc bộ Lam Nguyệt, sau đó lái xe rời đi. Trên xe, Lâm Hoan áy náy nói, ngày mai tôi sẽ đi tìm ông già nhà tôi. Dương Bách Xuyên biết cô đang nói đến chuyện phê duyệt sản phẩm. Hôm nay anh đánh người nhà họ Mã, đối phương sẽ càng chặn đứng chuyện này, anh sẽ không ngây thơ cho rằng đánh Mã Tiểu Lục xong là mọi chuyện kết thúc, mà ngược lại nhà họ Mã có thể đánh trả bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên nghĩ đi nghĩ lại chuyện này,
cuối cùng lên tiếng, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, tôi đã có cách giải quyết. Nhà họ Mã là thế gia cổ võ, nói là bối cảnh ngang trời cũng không ngoa chút nào, có lẽ cậu đi tìm ông cụ nhà cậu cũng chưa chắc có tác dụng. Nói xong, anh nhìn Lưu Tích Kỳ cười gượng, xem ra vẫn phải tìm nhà họ Vương rồi. Lưu Tích Kỳ gật đầu, lần trước cậu muốn nói chuyện này cho Lý gia, tôi tưởng là chuyện nhỏ nên cản cậu, bây giờ lại quay về điểm xuất phát. Nhưng mà này, cổ võ mà cậu nhắc tới là chuyện gì thế? Hôm nay mấy người đánh nhau hệt như phim võ hiệp. Hi hi, cậu nói đúng rồi đó, thế giới này thật sự có loại người giống trong phim võ hiệp, hôm nay tôi cũng mới biết, có điều không lố như trong phim mà thôi. Sau đó Dương Bách Xuyên vừa lái xe vừa giảng giải cho hai người chuyện về cổ võ giả mà anh biết được từ Triệu Nam. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, Lưu Tích Kỳ ngạc nhiên hỏi, nói vậy thì cậu cũng là cổ võ giả sao? Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng, anh đây là người tu chân, huyết thống còn cao quý hơn cổ võ giả. Tuy nhiên, tạm thời anh không thể nói ra chuyện tu chân, chỉ đành hùa theo, coi như là thế đi, chẳng phải tôi đã từng kể với cậu là tôi bái một đạo sĩ làm sư phụ sao? Cậu từng kể à, sao tôi không nhớ, lúc nào nhỉ? Lưu Tích Kỳ tỏ vẻ không nhớ ra. Tất nhiên là Dương Bách Xuyên đang bịa chuyện, anh ra vẻ đứng đắn nói, trong mấy năm cậu đi lính ấy, có điều sư phụ không cho tôi nói ra. Đan chú nhan và rượu cố nguyên cũng là bài thuốc sư phụ dạy cho tôi. Lâm Hoan và Lưu Tích Kỳ đều lộ vẻ khó tin, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên. Sau đó, ba người tìm một quán trà bàn bạc chuyện công ty, tất nhiên Lâm Hoan là cổ đông cũng bị Lưu Tích Kỳ lôi vào. Trên đường đi Lưu Tích Kỳ đã phát hiện giữa Lâm Hoan và Dương Bách Xuyên có gì đó là lạ, anh ta suy nghĩ một hồi liền hiểu ra. Lúc uống trà, Lưu Tích Kỳ vờ như lơ đãng hỏi, Lâm Hoan này, giờ cô tốt nghiệp rồi, đang làm ở đâu? Gia đình bắt tôi vào cơ quan, nhưng tôi không muốn làm dạng công việc gò bó ấy, hôm qua còn tranh cãi một trận kia kìa. Xem như tạm thời tôi thất nghiệp, sao nào, sếp Lưu muốn giới thiệu công việc cho tôi ư? Thật ra Lâm Hoan chỉ nói đùa thôi. Nhưng không ngờ Lưu Tích Kỳ lại nghiêm túc nói, tôi nhớ là cô học ngành tài chính đúng không? Đúng vậy, Lâm Hoan gật đầu. Vậy thì tốt quá, cô thấy đấy, cô cũng là cổ đông của công ty. Mà bây giờ vấn đề tài vụ của công ty đang rơi vào trạng thái tê liệt. Bộ phận này rất quan trọng, sản phẩm đưa ra thị trường thì nhất định phải thành lập phòng tài vụ, mà công ty vẫn chưa tìm được người thích hợp. Nếu tôi còn gánh thêm cả tài vụ nữa thì thật sự không thể phân thân. Nhóc Xuyên lại là ông chủ phủi tay mặc kệ, cô xem có thể đến giúp tôi được không? Cô làm tài vụ nhé. Dứt lời Lưu Tích Kỳ lại nhìn sang Dương Bách Xuyên, cậu thấy sao? Dương Bách Xuyên hơi dao động, nghe Lưu Tích Kỳ nói vậy, anh cảm thấy hình như Lâm Hoan đúng là sự lựa chọn thích hợp. Mặt khác, lúc nãy ánh mắt Lưu Tích Kỳ là lạ làm mặt anh đỏ bừng, thầm nghĩ, lẽ nào Thiết Đản đã nhìn ra quan hệ giữa mình và Lâm Hoan? Anh vừa nghĩ tới điều này đã thấy Lưu Tích Kỳ nháy mắt với mình. Đậu xanh rau má, quả nhiên đã bị tên này nhìn ra. Dương Bách Xuyên dứt khoát làm lơ, quay sang nói với Lâm Hoan. Hay là cậu đến giúp Thiết Đản đi? Dù sao tài vụ cũng là bộ phận quan trọng, dùng người ngoài chúng tôi không yên tâm. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Lâm Hoan rất cảm động, cũng biết là Dương Bách Xuyên tin tưởng mình, bèn gật đầu đồng ý. Cô thầm nhủ trong lòng, chỉ cần giúp được cậu thì tôi sẽ làm. Vấn đề tài vụ đã được giải quyết, Lưu Tích Kỳ thúc giục Dương Bách Xuyên gọi điện cho Vương Mộ Sinh. Anh ta tin rằng cổ võ giả đỉnh đến mấy cũng không bằng nhà họ Vương. Ở Trung Quốc, đầu tiên bạn phải nghe theo 8 gia tộc thì mới có thể sinh tồn. Mà nhà họ Vương là kẻ đứng đầu trong quân giới, cây cao bóng cả ở cố đô, bạn thử chặn tiếp một lần nữa coi. Dương Bách Xuyên bấm gọi cho Vương Mộ Sinh, sau đó tóm tắt lại sự việc, ngoài ra còn nhấn mạnh chuyện nhà họ Mã là thế gia cổ võ. Nào ngờ Vương Mộ Sinh nói rất khí phách, cháu đừng lo chuyện này, chú sẽ giải quyết cho cháu ngay lập tức. Về phần nhà họ Mã ở Tây Bắc, cứ đánh là được, đừng tưởng thế gia cổ võ là ngon. Trung Quốc có tổ chức ẩn long, mỗi thành viên đều là cổ võ giả, không hề kém cạnh thế gia bọn họ. À này, nói ra thì tên nhóc cháu cũng là cổ võ giả phải không? Sau khi Dương Bách Xuyên kể mình đã đánh người nhà họ Mã, Vương Mộ Sinh mới phát hiện anh chính là cổ võ giả. Trong điện thoại, Dương Bách Xuyên ngượng ngùng nói, cứ coi là vậy đi. Ừ,
mấy ngày nữa cháu đến Yên Kinh một chuyến, chú có một số chuyện muốn nói với cháu. Chuyện ở Cố Đô cháu cứ yên tâm mạnh bạo mà làm, chú làm chỗ dựa cho cháu. Nếu nhà họ Mã dám động vào cháu thì cứ thử coi. Lời lẽ của Vương Mộ Sinh đằng đằng sát khí. Dương Bách Xuyên cúp điện thoại với tâm trạng vừa cảm động lại vừa kinh hãi. Rốt cuộc nhà họ Vương phía Vương Mộ Sinh tai to mặt lớn cỡ nào mà không để nhà họ Mã vào mắt. Sau này đến Yên Kinh anh mới biết nhà họ Vương oách nhường nào. Ba người còn chưa uống hết một bình trà, điện thoại của Lưu Tích Kỳ đổ chuông. Anh ta bắt máy, vài câu rồi cúp điện thoại, nói với vẻ mặt kỳ lạ, là người đứng đầu Cục Công Thương Cố Đô đích thân gọi tới bảo tôi đi làm thủ tục, chuyện xét duyệt đã được thông qua. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng kinh ngạc, xem ra Vương Mộ Sinh đã ra tay. Có cơ to như thế mà không giải quyết được mới lạ đó. Ha ha, hai người trò chuyện đi, tôi đi trước đây. Dứt lời anh ta hùng hổ rời đi. Trong khi đó, ở đại viện nhà họ Mã thành phố Cam Châu, một ông lão tuổi lục tuần với mái tóc hoa râm cúp điện thoại, sau đó quát to về phía cửa, gọi thằng cả đến đây. Vâng, thưa ông chủ, ở của một người trung niên rảo bước rời đi. Chốc lát sau, ông ta dẫn theo một người trung niên tầm 47-48 tuổi đi tới. Thưa ba tìm con ạ. Người này là Mã Viễn Khanh, chủ nhân hiện tại của nhà họ Mã. Còn ông lão kia là ba của Mã Diễn Khanh. Gọi Tiểu Lục quay về, từ bỏ công thức điều chế kia. Nhà họ Vương ở Yên Kinh đã đánh tiếng đừng tơ tưởng đến nó nữa. Mã Viễn Khanh cười khổ, thật ra con cũng định báo với ba chuyện này. Tiểu Lục nói người nắm giữ công thức điều chế tên là Dương Bách Xuyên, mà thằng oắt kia thật sự là cổ võ giả. Tiểu Lục và A Đại, A Nhị đều bị đánh gãy xương phải mất 6 tháng 1 năm mới lành, ra tay quá ác. Lẽ nào thằng oắt kia là người nhà họ Vương ở Yên Kinh? Chắc là vậy, tóm lại là đừng nhòm ngó công thức điều chế nữa, ngày nào ông cụ nhà đó vẫn còn tại thế thì ngày đó chúng ta không thể chọc vào. Ông lão nói. Mã Viễn Khanh thắc mắc, thưa ba, theo con biết thì nhà họ Vương cũng chỉ có thế lực hùng mạnh trong quân đội thôi, chứ không có cổ võ giả. Tại sao khi nhắc tới Vương gia, ba lại kiêng dè như vậy? Nhãi danh như con thì biết cái gì? Con chỉ biết chi nhánh nhà họ Vương ở ngoài sáng thôi. Nghe nói chủ nhà họ Vương chân chính phụ trách quản lý tổ chức ẩn long Trung Quốc, đã rõ chưa? Con không nghĩ mà xem, nhà họ Vương không có cổ võ giả thì có thể được mệnh danh là một trong bốn gia tộc lớn nhất Yên Kinh chắc. Được rồi, tạm thời đừng động tới tên nhóc Dương Bách Xuyên kia, chúng ta không thể chọc vào. Nếu chọc giận nhà họ Vương thì sau này chúng ta sẽ bị ẩn long theo dõi, đừng hòng sống yên ổn. Lẽ nào đám Tiểu Lục chịu trận đòn này vô ích? Con có thể động não được không hả? Nhà họ Mã chúng ta không ra tay, không có nghĩa là người khác không được. Con đi dạo một vòng, tung tin Dương Bách Xuyên có công thức luyện đan Tiểu Bồi Nguyên đi. Gây rắc rối cho thằng nhãi kia chẳng có gì khó. Vẫn là ba cao minh, gừng càng già càng cay. Một khi tin tức này lan truyền thì e là danh tính của Dương Bách Xuyên khó được bảo toàn, ha ha. Dương Bách Xuyên không biết hai ba con nhà họ Mã đã đào cho anh một cái hố to, hiện tại anh đang lái xe chở Lâm Hoan về nhà. Trên xe, Lâm Hoan bất ngờ hỏi, Linh Linh có gọi điện thoại về không? Dương Bách Xuyên sững sờ, có chút lúng túng, không nghĩ tới Lâm Hoan lại hỏi vấn đề này. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có. Anh nhìn phía trước lái xe, khóe mắt liếc qua thấy sắc mặt Lâm Hoan đỏ lên, dáng vẻ nũng nịu giống như táo chín cây. Khiến anh không nhịn được muốn cắn một ngụm. Có lẽ nhận ra Dương Bách Xuyên đang nhìn mình, Lâm Hoan lườm anh, không cho phép cậu nói chuyện của chúng ta ra đấy. À, Dương Bách Xuyên không rõ, không biết ý cô là không được nói với Liễu Linh Linh hay ai cũng không được kể. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi nóng nảy, anh nhìn cặp đùi thon dài và dáng vẻ kiều diễm ướt át của Lâm Hoan, ma xui quỷ khiến nói có muốn trở về với tôi không? Lâm Hoan hứ một tiếng, không được, tối hôm qua không trở về, mẹ ở nhà đã gọi điện thoại hỏi nhiều lần, lúc này đang chờ tôi về nhà ba mặt một lời đây. Nói xong, cô còn lý nhí bổ sung thêm một câu, mai cậu tới đón tôi nhé. Trong bụng Dương Bách Xuyên như nở hoa, ngây ngốc mỉm cười, được. Hai người nói chuyện một chặp, mới đó đã đến nhà Lâm Hoan. Trước khi cô xuống còn hôn Dương Bách Xuyên một cái, cười khanh khách rồi mới rời đi. Dương Bách Xuyên sờ khóe môi còn lưu lại hương thơm của người đẹp, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lái xe thẳng về nhà.
Chuyện đã xảy ra hôm nay tạo thành ảnh hưởng quá lớn với anh. Lần đầu tiên tiếp xúc với võ giả, hoặc là nói người tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể của trái đất, hơn nữa còn là gia tộc. Trước đánh trước người nhà họ Diệp tại Yên Kinh, sau phế người nhà họ Mã ở Tây Bắc, trong vòng một ngày đã trêu chọc hai thế gia cổ võ, chắc chẳng có ai dám ngoài anh. Mới đầu anh còn cảm thấy không đúng, thế nhưng Mã Tiểu Lục lại lấy bà nội và em gái ra uy hiếp anh, khiến cho trong lòng Dương Bách Xuyên tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Thực lực của hắn bây giờ chỉ là luyện khí kỳ tầng 1, dựa theo cảnh giới võ giả Triệu Nam nói thì tương đương với võ giả Minh Kình tầng 9, tuy nhiên mạnh hơn một bậc. Có điều trong đó lại tồn tại giới hạn. Nếu một võ giả trên Minh Kình tầng 9 tới đây, Dương Bách Xuyên biết rõ anh không phải là đối thủ. Vì vậy trong lòng của anh rất lắng, chuyện tăng thực lực gấp gáp như lửa xém lông mày. Nếu cổ võ giả không xuất hiện, tất cả đều dễ nói chuyện. Trên việc tu luyện, anh có thể tiến hành theo chất lượng, nhưng hôm nay đối phương hiện thân đã mang lại cho anh áp lực rất lớn. Trước mắt cần phải nhanh chóng tăng tu vi lên luyện khí kỳ tầng 2, rồi sau đó về quê sớm, đón bà nội và em gái đến bên cạnh mình. Dương Bách Xuyên không dám đánh cược nhà họ Mã có thể trả thù hay không. Sau khi về đến nhà, cho con trồn Hương Hương mấy quả hồng thơm, Dương Bách Xuyên khóa mình trong phòng ngủ, giơ cánh tay trái lên, lộ ra đồ án Bình Càn Khôn. Một giây sau, anh thúc giục chân khí di chuyển về phía Bình Càn Khôn. Anh muốn triệu hoán sư phụ, hỏi ông cách tăng thực lực trong thời gian ngắn hạn. Đồ án Bình Càn Khôn trên cánh tay tỏa ra từng đợt ấm áp, phát ra ánh sáng dịu nhẹ ngà sữa. Dương Bách Xuyên mở miệng nói, sư phụ, đi ra. Một lát sau, không có động tĩnh gì. Dương Bách Xuyên trừng mắt, lão già chết tiệt, sao người còn chưa ra? Một giây sau, giọng nói của Vân Thiên Tà vang lên từ trong đồ án Bình Càn Khôn, khụ khụ. Thằng nhóc thối không biết lớn nhỏ, không phải sư phụ ra rồi đấy à, có chuyện gì mà con gấp thế hả? Không khác gì chó rượt, Dương Bách Xuyên phiền muộn nói. Vân Thiên Tà tức giận, nói hay quá nhỉ, sư phụ còn đang hấp thu lực lượng của cỏ thần hồn, không có thời gian ầm ĩ với con. Dương Bách Xuyên trực tiếp mở miệng nói, ai thèm đùa giỡn với lão già chết tiệt như người, tìm người nói chuyện phiếm hả, còn không bằng con đi tìm gái đẹp. Con, nghiệt đồ, Vân Thiên Tà tức giận kêu lớn. Được rồi, không nói đùa với sư phụ nữa, hôm nay con gặp phải võ giả của thế giới này, chính là người tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể mà người từng nói ấy. Hơn nữa, con đã kết thù với bọn họ, khiến người ta trả thù con. Vì vậy con muốn hỏi người, có cách nào nhanh chóng tăng tu vi? Tiếp theo, Dương Bách Xuyên kể lại quá trình đánh nhau với mấy người Diệp Khai và Mã Tiểu Lục hôm nay cho sư phụ Vân Thiên Tà nghe. Chờ anh kể xong, Vân Thiên Tà mới không nhanh không chậm hỏi, chuyện có chút xíu thế này, con lại đánh thức ta. Con đúng là đồ ngu, có phải con không xem nhìn mấy tin tức ta truyền lại dặn con nghiên cứu kỹ đúng không? Con có xem, không đúng, còn một phần nhỏ chưa xem xong. Dương Bách Xuyên lúng túng nói, đúng là lần trước sư phụ truyền cho anh rất nhiều thứ, anh còn chưa kịp xem hết. Thứ không có tiền đồ, về sau ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta, mới hai thế gia cổ võ nho nhỏ đã khiến lòng con rối loạn, về sau đến tu chân giới, con còn sống nổi không? Vân Thiên Tà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người nói nghe thì dễ, người ta là thế gia cổ võ đấy, có tiền có thế có năng lực có thực lực, con lẻ loi một mình, không bị đánh chết đã không tệ rồi. Người còn không mau nói làm thế nào để tăng tu vi lên nhanh chóng đi. Dương Bách Xuyên cũng không khách khí cãi lại sư phụ. Lần trước anh đã thăm dò Vân Thiên Tà, lão già này ấy à, càng mắng ông càng cảm thấy thân thiết. Ngược lại nói lời ngon ngọt với ông sẽ cho rằng anh không có tiền đồ. Thằng nhóc thối, không có tiền, con không biết kiếm tà. Cho con nhiều bí tịch đan phương như vậy, bán ra ngoài được không ít tiền đấy thôi. Không có thế lực. Con không biết đi xây dựng à. Thứ ta đưa cho con không chỉ đơn giản là thuật ngũ hành dẫn thể còn có mấy trăm cách tu luyện võ đạo tương tự, sao đầu con như bị uống nước thế. Nói con ngu xuẩn, con còn không vui. Vân Thiên Tà liệt kê từng thứ một, vừa nói vừa mắng Dương Bách Xuyên. Còn nữa, con đúng là ngu xuẩn, không phải lần trước con lấy được nhân sâm 500 năm và gan rắn ở cửa hang mãng xà à. Tuy không phải đồ vật hiếm có gì nhưng bên trong vẫn chứa linh khí thuần khiết, đủ cho con dùng xong tăng lên luyện khí kỳ tầng 2 rồi.
cách sử dụng thế nào thì lần trước ta đã truyền vào trong đầu con không xem, lại trách ta không dạy. Sư phụ dẫn vào cửa, bản thân tự tu hành, có biết không? Ta đường đường là thiên tà chí tôn, tán tiên đỉnh cấp, sao lại thu một tên đồ đệ ngu xuẩn như con chứ? Thế mà lại bị cổ võ giả hù dọa hãi hùng khiếp vía. Truyền đi sẽ bị người khác cười đến rụng răng, đúng là mất mặt. Nhớ kỹ, con là đồ đệ của Vân Thiên Tà ta, tầm nhìn phải rộng một chút, bá đạo lên, ở thế giới này, có vi sư, con không chết được. Không phải chỉ là hai thế gia cổ võ thôi à, thấy ngứa mắt thì diệt, lúc sư phụ tung hoành ngang dọc tu chân giới, số vương triều tu chân từng diệt lên tới hàng trăm hàng ngàn. Dương Bách Xuyên bị chửi đến xám xịt mặt mũi, nghe thấy sư phụ lại bắt đầu thổi phồng sự tích huy hoàng của mình không ngớt thì ngay lập tức dội cho ông một chậu nước lạnh. Sư phụ, hiện tại người chỉ là tàn hồn của nguyên thần mà thôi, hơn nữa còn bị vây trong bình càn khôn không ra được. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, giọng nói đắc ý của Vân Thiên Tà dừng lại ngay lập tức, khụ 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 tiếp nối là một tràng tiếng ho sù sụ. Ông giận dữ, nghiệt đồ bất hiếu, không biết tôn sư trọng đạo, chưa cho sư phụ chút thể diện thì chết à. Con chỉ nói sự thật thôi, Dương Bách Xuyên ung dung nói. Con, mà thôi. Anh hùng hảo hán không nhắc lại chuyện cũ năm xưa, sư phụ không tính toán với con nữa, đi hấp thụ cỏ thần hồn tiếp còn hơn. Thằng nhóc thôi, nhớ kỹ, một khối gan mãng xà, thêm một ít nhân sâm, giã nát rồi sử dụng, để con đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2 không thành vấn đề. Phần còn dư cũng đừng lãng phí, tìm một cái lò đan, luyện đan mới có thể phát huy tác dụng của nhân sâm lớn nhất. Chờ con đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2 có thể tu luyện ly hỏa quyết. Đến lúc đó có thể luyện đan được rồi. Đan dược chính là cách duy nhất nhanh chóng tăng thực lực, về sau có tìm được bảo vật như nhân sâm thì giữ lại để luyện đan. Còn nữa, mấy chuyện nhỏ nhặt này thì đừng làm phiền ta, mất mặt chết. Dứt lời, giọng nói của Vân Thiên Tà biến mất không thấy gì nữa, đồ án bình càn khôn trên cánh tay của Dương Bách Xuyên cũng mở đi. Ngay sau đó, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện thông tin của Ly Hỏa Quyết. Sau khi xem xong, anh vô cùng mừng rỡ, hóa ra Ly Hỏa Quyết là một pháp thuật nhỏ, chỉ có sử dụng khi đến luyện khí kỳ tầng 2, chuyển hóa chân khí thành chân nguyên chi hỏa. Mặc dù chỉ là ngọn lửa cấp thấp nhất nhưng cũng không phải lửa thường có thể so sánh được, điểm mấu chốt là có ly hỏa sẽ có thể luyện đan. Bị sư phụ của trách một trận làm Dương Bách Xuyên hơi buồn bực, giọng điệu của lão già này lớn lối thật, chẳng qua nghe vào lại thấy tràn đầy khí phách. Trong lòng anh hơi động. Lấy gan mãng xà và nhân sâm từ không gian trong bình càn khôn ra, dựa theo sư phụ nói, cắt một đoạn nhân sâm ngắn, giã nát với gan mãng xà rồi nuốt xuống. Theo lời sư phụ, bên trong gan mãng xà và nhân sâm ẩn chứa linh khí thuần khiết, đủ để trèo chống anh đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên nuốt gan mãng xà và nhân sâm, quả nhiên bên trong cơ thể xuất hiện một cỗ linh khí khổng lồ, anh nhanh chóng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu luyện hóa linh khí. Dương Bách Xuyên dừng tại luyện khí kỳ tầng 1 đã 3 tháng, hôm nay có bảo vật ẩn chứa tinh hoa trời đất gan mãng xà và nhân sâm 500 năm vào bụng, sau khi vận chuyển công pháp, tất cả như nước chảy thành sông. Lúc chu thiên hình thành, bên trong cơ thể ầm ầm rung động. Tất cả chân khí trong xương cốt đều quy tụ tại đan điền, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, mở to hai mắt, bên trong lóe lên hai tia sáng rồi biến mất. Luyện khí kỳ tầng 2 thành công. Hiện tại anh cảm nhận được kinh mạch cứng cỏi hơn trước, chân khí dung nạp được cũng tăng gấp đôi. Cả người tràn đầy lực lượng, cảm giác một quyền có thể đánh chết một đầu hổ. Nếu như tính theo đơn vị, lực lượng lúc trước của anh chỉ có 100 cân thì hiện tại, anh cảm giác đã hơn 1000. Tăng lên một tầng tu vi, sức mạnh cả người lại tăng lên gấp bội. Anh lập tức tu luyện ly hỏa quyết tu luyện, thử chuyển hóa chân khí thành chân nguyên ly hỏa. Lòng bàn tay mở ra, điều động chân khí tới tay, lặng yên niệm khẩu quyết, vạn pháp quy tông, chân nguyên ly hỏa. Lòng bàn tay không phản ứng chút nào. Chân nguyên ly hỏa. Mấy lần liên tiếp đều không thể biến chân nguyên thành lửa. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cũng biết pháp thuật không dễ tu luyện, không nên hấp tấp. Anh vừa vận chuyển ly hỏa quyết, vừa luyện thử. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua, một đêm này anh như đã nhập ma. Càng thất bại càng không buông bỏ, không biết tu luyện bao nhiêu lần, mấy trăm hay mấy ngàn lần gì đấy, hoặc hơn 1000 lần. Cuối cùng,
Ngay lúc trời hửng sáng, anh kêu một câu, chân nguyên ly hỏa. Một giây sau, một ngọn lửa màu vàng xen lẫn ít màu xanh nho nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Cuối cùng cũng thành công rồi. Dương Bách Xuyên nhìn quầng thâm mắt, lại nhìn ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, bỗng dưng có một loại xúc động muốn khóc, cuối cùng cũng thành công rồi, quá khó khăn. Anh cho rằng thiên phú pháp thuật của mình rất tệ, có lẽ không luyện được, ngay lúc anh chuẩn bị từ bỏ thì nó lại xuất hiện. Ly hỏa, còn gọi là chân nguyên chi hỏa, là chân khí chuyển hóa thành lửa. Gió thổi không tắt, nước dập không tắt, nhưng có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian. Đây là loại lửa người tu chân thường dùng nhất, cũng là loại cơ bản nhất, hầu như chỉ dùng để luyện đan. Chỉ cần có đầy đủ chân khí, lửa sẽ luôn luôn cháy, đồng thời còn có thể gia tăng uy lực dựa theo sự tăng trưởng của tu vi. Dựa theo ghi chép sư phụ truyền thụ, trong mỗi người đều có chân nguyên chi hỏa, thông qua ly hỏa quyết dẫn dắt ra. Hơn nữa phẩm chất của lửa này còn liên quan đến thiên phú thể chất của người tu luyện, thiên phú càng cao, phẩm chất sẽ càng cao. Nhìn ngọn lửa màu vàng mang theo màu xanh ra trời nhạt trong tay, Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Tính theo bảy phẩm, đỏ. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, nặn ra một nụ cười nói, đại ca tôi không hút thuốc nên không mang theo bật lửa. Nói xong lại tiếp tục cúi đầu xuống. Nhưng người đàn ông lại trầm giọng nói, thật là thiếu đòn, sao lại vô tích sự như vậy, trở về ngồi xuống đi. Trong nháy mắt lông tơ trên người Dương Bách Xuyên dựng đứng hết lên, cơ thể cứng đờ, lùi về ngồi ở vị trí ban đầu, bởi vì anh phát hiện trong tay người đàn ông đeo kính râm kia xuất hiện một khẩu súng đang nhắm vào mình. Đồng thời trong lòng anh cũng đang khó chịu rất muốn liều mạng một phen, nhưng cuối cùng cũng không dám cử động, tuy anh là người tu chân, hơn nữa sau khi tu vi đã đột phá đến lên luyện khí kỳ tầng 2 thì thực lực cũng tăng lên đáng kể, nhưng anh không chắc chắn có thể tránh thoát hoặc là chống đạn được không, bởi vì anh cũng chưa từng thử qua. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác dùng súng chĩa vào đầu, loại cảm giác này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên rất khó chịu. Nhưng rất kỳ lạ. Tuy trong lòng anh rất kinh ngạc nhưng lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Người đàn ông cầm súng gào lên với Dương Bách Xuyên, trong nháy mắt đã đưa miệng súng nhắm ngay vào một người phụ nữ, hừ lạnh mở miệng nói, đám cảnh sát chết tiệt, tôi khuyên mấy người là đừng nhúc nhích, mấy người cho rằng lúc mấy người tiến vào chúng tôi không phát hiện ra sao. Đúng lúc này, bà chủ đã lấy lại tinh thần và miệng thét chói tai, a. Có lẽ là nhìn thấy súng trong tay người đàn ông đeo kính râm kia, bà ta thấy sợ hãi. Câm miệng người đàn ông đeo kính râm gầm một tiếng, bà chủ sợ tới mức lập tức im lặng. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng của nữ cảnh sát nói, các người buông tha chống cự đi, trốn không thoát đâu, nơi này đã bị chúng tôi bao vây. Lúc này, người đàn ông vẫn ngồi không nhúc nhích đã đội mũ lưỡi chai đứng dậy đi tới, cười ha ha, các người thật sự là âm hồn bất tán. Chúng tôi đều không dám tiến vào thành phố, sau đó chui vào khe núi mà vẫn bị mấy người tìm được, nhưng muốn bắt chúng tôi cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, người này chậm rãi đứng dậy đi tới, nhưng trong tay gã cầm một thứ gì đó, mắt mới nhìn thoáng qua cũng làm cho sắc mặt của Dương Bách Xuyên và nữ cảnh sát hoàn toàn thay đổi. Bởi vì trong tay người đàn ông này lại cầm bom mà số lượng còn không ít. Còn người nào nữa thì đi ra đi, muốn chặn đường lui của chúng tôi. Dựa vào mấy người còn chưa đủ đâu, với cả chúng tôi cũng không có ý định rút lui từ phía sau. Người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai híp mắt nhìn về phía sau nhà bếp của nhà hàng hô lên. Không có một động tĩnh nào ở đó. Nếu như còn chưa ra ông đây sẽ bắn chết nữ cảnh sát, người đàn ông cầm súng uy hiếp nói. Đừng nổ súng, người đàn ông và cô gái đi vào trước đó và nói là người đàn ông đi toilet cũng là cảnh sát, đi vệ sinh là giả, mục đích là để quan sát địa hình. Nơi này cũng có lối đi vào ở đằng sau. Mau giao đồ ra, người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói. Thanh niên hoặc có thể nói là cảnh sát cũng rất cố kỵ quả bom ở trong tay đối phương, chậm rãi để súng đặt trên mặt đất. Lão nhị, đi qua trói bọn chúng lại. Người đàn ông đầu đội mũ lưỡi chai nói với tên cầm súng, còn bản thân gã thì nhặt khẩu súng trên mặt đất của cảnh sát lên và nhắm vào ngay Dương Bách Xuyên với nữ cảnh sát. Dương Bách Xuyên nhìn ra được người đàn ông này vô cùng cảnh giác, chắc chắn sẽ không tới gần anh và nữ cảnh sát trong vòng 3 mét. Chờ tên đeo kính râm còng tay cảnh sát trẻ tuổi và ông chủ liên thông vào một cái ghế, lại đi qua cô gái tìm được một khẩu súng lục trên người rồi lấy đi,
mà tên gầy kia đi vòng quanh một bên người Dương Bách Xuyên và nói với người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đại ca, trên người tên nhóc này không có súng, có lẽ không phải là cảnh sát. Được rồi, hai người này chỉ là để theo dõi truy bắt chúng ta, đoán chừng là người của bọn họ sẽ đến nơi này ngay lập tức, chúng ta mau rời đi, tao nhìn thấy tên nhóc này lái BMW tới, mang theo anh ta và nữ cảnh sát đi. Lúc người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói chuyện với tên đeo kính râm vậy mà còn lấy quả bom trong tay đặt vào trên người bà chủ và thanh niên cảnh sát bị trói lại với nhau, một chiêu này cũng thật là độc cá. Tiếp đó ngay lập tức Dương Bách Xuyên và nữ cảnh sát bị hai tên cướp mang theo đến nhà hàng, lên xe của Dương Bách Xuyên. Lúc lên xe, đột nhiên nữ cảnh sát mở miệng nói, tôi làm con tin cho mấy người, thả anh ta ra đi, anh ta chỉ là người bình thường. Người cô ta nói là Dương Bách Xuyên. Bớt nói nhảm đi, lên xe mau. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai căn bản không nghe. Nhưng ngược lại, Dương Bách Xuyên lại có chút thiện cảm đối với nữ cảnh sát, không nghĩ tới vào lúc này mà cô ta còn có trách nhiệm như thế. Lúc này anh cũng chỉ bị cướp chiếc xe mà cũng không tìm được cơ hội xuống tay, chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe lái xe. Dương Bách Xuyên vẫn lái xe như trước, mà nữ cảnh sát và người đàn ông đeo kính râm ngồi ở phía sau. Tên đội mũ lưỡi chai ngồi ở ghế phụ dùng súng chĩa vào Dương Bách Xuyên. Ninh Kha ngồi trên xe với vẻ mặt sốt ruột, đồng nghiệp và bà chủ nhà hàng bị hai tên tội phạm truy nã đặt bom hơn nữa còn không biết khi nào sẽ nổ tung, chuyện hôm nay đều là do cô ta quá bị xúc động. Sau khi cấp trên nhận được thông báo nói hai tên tội phạm bị truy nã đã chạy trốn một mình, cô ta lập tức nóng lòng, răng lưới tìm kiếm khắp nơi. Ba ngày trước nhận được tin báo tố cáo nói ở trong thôn núi xuất hiện tin tức nghi ngờ của hai tên tội phạm, với sự hiếu thắng cô ta đã dẫn theo một đồng nghiệp tới, cuối cùng hôm nay phát hiện hai tội phạm lại đi vào nhà hàng này. Cô ta phát hiện cô ta nghĩ chuyện rất đơn giản không ngờ trong tay tên tội phạm kia lại có bom, hơn nữa Dương Bách Xuyên và bà chủ khách sạn là hai con tin, hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch muốn tự mình bắt để lập công của cô ta. Ngược lại còn bị tội phạm khống chế. Ngồi trên xe đang di chuyển nhưng đầu phải nhanh chóng nghĩ cách, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hai tên tội phạm, tùy thời tìm kiếm cơ hội xuống tay, đáng tiếc đối phương rất cẩn thận, không lộ sơ hở chút nào. Lúc này cô ta mới nhớ tới thông tin trên lệnh truy nã nội bộ liên quan đến tội phạm, trong đó có một người là thủ phạm làm nổ mìn của mỏ than, trước đó từng làm dân quân, lần đó hai tên tội phạm đã giết một nhà ba người của ông chủ mỏ than và bỏ trốn. Ninh Kha thầm hận bản thân lỗ mãng. Nhưng cũng không có biện pháp. Dương Bách Xuyên dưới sự chỉ huy của người đàn ông đội mũ lưỡi chai, lái xe xuống quốc lộ đi vào một con đường núi tương đối gập ghềnh, một con đường dẫn tới núi lớn, lái xe đi thẳng, cả con đường núi quanh co thẳng lên, anh hiểu được tên tội phạm này có lẽ là muốn trốn vào núi để tránh né sự truy đuổi của cảnh sát. Nơi này vẫn là chi nhánh của dãy núi Tần Lĩnh, mênh mông vô hạn, nếu cứ tiếp tục đi về hướng Tây Nam là có thể vào đồng bằng. Đến lúc đó có thể đến biên giới Vân Quý để xuất ngoại. Advertisement. Không thể không nói rằng suy nghĩ của hai tên tội phạm thực sự không tệ. Mà lúc này Dương Bách Xuyên cũng tỉnh táo lại, tìm kiếm cơ hội xuống tay, tuy trong tay đối phương có súng nhưng anh cũng không phải là không có cơ hội xuống tay, phải xem ông trời có cho cơ hội để thoát thân hay không. Advertisement. Nếu như đối phương là một người, hơn nữa không có nữ cảnh sát ở đây thì anh có 10 phần chắc chắn sẽ bắt được người đàn ông đội mũ lưỡi chai này. Phải suy nghĩ đến khẩu súng trong tay đối phương, còn phải giữ an toàn cho nữ cảnh sát ở ghế sau, làm cho Dương Bách Xuyên có hơi sợ sẽ bị thất bại. Hơn nữa người đàn ông đội mũ lưỡi chai vẫn rất cảnh giác dùng súng nhìn chằm chằm anh, căn bản anh không có cơ hội ra tay. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, trong mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên sáng ngời. Thị lực của anh vô cùng rõ ràng, từ xa có thể thấy được có một dòng suối nhỏ ở giữa núi từ đường núi chảy ngang qua ở ngoài hơn 100 mét, hình thành một cái kênh nước không sâu cũng không cạn. Nếu xe chạy nhanh một chút chắc chắn sẽ sinh ra một trận sóc này không thôi, đến lúc đó sẽ có cơ hội. Sau khi hạ quyết tâm trong lòng, anh bắt đầu phân tán lực chú ý của người đàn ông đội mũ lưỡi chai, dùng giọng điệu sợ hãi run rẩy nói, đại ca, cầu xin các người buông tha cho tôi có tiền. Ở trong cái túi kia ở ghế sau đầy đủ 50 vạn tiền mặt, tha cho tôi một mạng có được không? Nghe Dương Bách Xuyên nói như thế, người đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế sau một tay sờ một cái quả nhiên có một cái túi sách, cầm tới mở ra xem quả nhiên bên trong là toàn bộ tiền cột sẵn, lập tức kích động nói với tên đội mũ lưỡi chai, oa,
đại ca thật sự là có tiền, anh mau nhìn đi, rất nhiều tiền. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai theo bản năng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy tiền trên mặt cũng vui vẻ. Mà lúc này dưới chân Dương Bách Xuyên đột nhiên tăng tốc, vừa mới đến trước mương nước, một phát đạp vào chân ga để xe chạy vào. Loảng xoảng. Trong xe tạo ra một trận rung lắc dữ dội, lúc xuống kênh nước thì lập tức tắt máy. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai và người đàn ông đeo kính râm ngồi sau bị trật khớp tay. Ngay tại giờ phút này, đột nhiên Dương Bách Xuyên ra tay nhanh như tia chớp, trở tay nắm vào cổ tay người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang cầm súng và dùng sức. Răng rắc. A. À. Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết từ miệng người đàn ông mũ lưỡi chai truyền ra. Cùng lúc đó, Ninh Kha ngồi ở phía sau cũng đang cố gắng tìm cơ hội, khi hai gã tội phạm mở ra túi tiền lớn của Dương Bách Xuyên, cũng ra tay, nhưng trùng hợp là lúc này Dương Bách Xuyên lại lái xe đi vào mương nước, sóc nãy dữ dội làm cho tay Ninh Kha định cướp lấy súng của người đàn ông đeo kính râm lại bị hụt mất. Người đàn ông đeo kính râm phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Dương Bách Xuyên ra tay giận dữ, con mẹ nó, tao sẽ giết chết mày. Gã giơ tay lên muốn nổ súng. Lúc này, Ninh Kha vồ hụt nên đụng vào người đàn ông đeo kính râm. Mà sau đó Dương Bách Xuyên cũng ra một đòn đã thành công cướp lấy súng trong tay người đàn ông đội mũ lưỡi chai, trở tay đánh gã ngất xỉu, ngay lập tức dùng súng cướp được trong tay trực tiếp đập về phía người đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế sau. Ngay trong nháy mắt này đột nhiên bốp một tiếng súng vang lên. Sau đó tên đeo kính râm cũng bị Dương Bách Xuyên cho một đòn súng lục đập vào đầu ngất đi. Anh cho rằng mình vừa dùng súng đập vào đầu người đàn ông đeo kính râm trước khi gã bóp cò. Ngay sau đó, chiếc xe cuối cùng cũng yên tĩnh và cả hai tên tội phạm đều ngất xỉu. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm, cuối cùng cũng đã chế phục được hai tên tội phạm kia, anh nhìn thoáng qua nữ cảnh sát hỏi, cô không sao chứ? Ninh Kha hơi giật mình nhìn Dương Bách Xuyên với vẻ mặt trắng bệch nói, hình như tôi bị trúng đạn rồi. Dương Bách Xuyên nhìn lên người cô ta, quả nhiên là thấy được trên lồng ngực của nữ cảnh sát xuất hiện một mảng lớn máu tươi đỏ rực. Lần này anh hoảng sợ, vội vàng xuống kiểm tra cho cô ta. Vừa rồi thật sự là từng có tiếng súng, nhưng đó là sau khi Dương Bách Xuyên tưởng đã đập được tên kia trước khi bóp cò, nên không có đả thương đến ai. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy máu đỏ thẫm ở ngực trái của nữ cảnh sát, anh có hơi hoảng hốt. Sao lại trùng hợp như vậy? Cầm súng đập tội phạm mà có thể gây ra ngộ thương cho nữ cảnh sát. Má nó chứ, đây có tính là tập kích cảnh sát hay không? Tội danh này có hơi lớn. Dù thế nào đi nữa thì cứu người trước rồi nói sau. Xuống xe mở cửa xe phía sau, nhìn vẻ mặt trắng bệch của nữ cảnh sát, anh hít sâu một hơi muốn xé quần áo của cô ta. Lúc này chỉ nghe thấy cô ta nói, đi trói hai tên tội phạm lại trước khi bọn họ tỉnh lại. Giọng nói của cô ta đã rất là khàn, có lẽ là do chảy máu quá nhiều. Đã đến lúc này rồi, cô còn nghĩ đến tội phạm sao, để tôi xem miệng vết thương cho cô trước đã. Dương Bách Xuyên cười khổ một tiếng, đưa tay muốn xé quần áo của cô ta. Thật ra trong lòng của Ninh Kha còn loạn hơn nhiều so với Dương Bách Xuyên, cô ta buồn bực rối tinh rối mù, vốn định cướp lấy súng trong tay tội phạm ai ngờ đúng lúc xe lại sóc này, ngược lại còn bị trúng đạn. Cô ta biết vừa rồi là do bọn tội phạm bóp cò. Càng không nghĩ tới tài xế lái xe này, vừa rồi ở trước mắt cô ta còn cầu xin tội phạm tha thứ cho mình, trong nháy mắt nổi trận liều mạng với một tên tội phạm, ngay chốc lát đã chế ngự được hai tên tội phạm. Cô ta thấy rất rõ ràng, tài xế này tuyệt đối không phải là người bình thường, dựa vào bàn tay vừa rồi của anh, thực sự so với tay đánh chuyên nghiệp như cô ta còn lợi hại hơn. Càng không nghĩ tới người này còn tùy tiện để mấy trăm ngàn tiền mặt ở trong xe. Theo thói quen của nghề nghiệp, Ninh Kha không nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào đối với Dương Bách Xuyên. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đưa tay muốn xé quần áo của cô ta, trong lòng càng thêm bất an, khóe mắt rơi xuống khẩu súng mà tên tội phạm làm rơi ở bên cạnh thuận tay nhặt lên, nói về phía Dương Bách Xuyên, anh muốn làm gì? Dương Bách Xuyên cứng đờ. Từ thần sắc trên mặt cô ta vừa nhìn là anh có thể hiểu được cô ta đã coi mình trở thành một tên cướp sắc nguy hiểm. Trong lòng rất tức giận. Tôi là bác sĩ muốn cầm máu cứu cô mất máu quá nhiều sẽ chết, bây giờ cô còn lấy súng chĩa vào tôi làm gì? Dương Bách Xuyên trừng mặt nói. Ninh Kha cũng không tin lời nói của Dương Bách Xuyên,
sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, người này quả nhiên có khả nghi, trong xe còn để rất nhiều tiền mặt, bây giờ lại thuận miệng nói anh ta là bác sĩ. Cuộc sống trên đời làm gì có chuyện nào mà trùng hợp như vậy. Nhưng mà lúc này cô ta cũng biết đối phương nói thật, máu trong lồng ngực chảy ròng ròng, cho dù cô ta có thể sẽ đi gặp Max, súng trong tay lại chĩa vào Dương Bách Xuyên nói, ai biết được anh có phải là bác sĩ hay không? Anh, lấy chứng minh thư ra. Tôi làm sao đầu cô có phải bị dập nát rồi không? Vào lúc này rồi, mà cô vẫn nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cô sao? Vậy anh mau lấy chứng minh thư của anh ra đây. Giọng nói của Ninh Kha đã to hơn một chút. Được 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 được, nếu không phải nể tình trước đó trong nhà hàng cô đã nhắc nhở tôi một câu rời đi thì tôi còn lâu mới cứu cô. Trong khi nói chuyện, Dương Bách Xuyên lấy ví tiền của mình mở ra, bên trong cả chứng minh thư và thẻ sinh viên đều có. Dương Bách Xuyên thì ra anh là sinh viên đại học Cố Đô à, cuối cùng Ninh Kha cũng thở ra một hơi. Không giống sao, Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, tôi nhắc nhở cô một câu, trên miệng vết thương của cô không chỉ có máu, chết cũng đừng trách tôi. Anh cũng không giống bác sĩ mà, Ninh Kha nói thầm. Ông đây là đông y, nếu như không phải cô ở trên xe tôi thì cô chết tôi sẽ không quan tâm, sẽ mặc kệ cô. Dương Bách Xuyên tức giận nở nụ cười, nữ cảnh sát này ngực to nhưng không có não, đã vào lúc này rồi còn không lo lắng vết thương bị súng bắn của bản thân, vậy mà còn có cảnh giác với mình. Vậy, được rồi, anh cũng đừng làm bậy, nếu không tôi sẽ nổ súng. Ninh Kha đỏ mặt nói. Bản thân cô ta cũng biết rõ vị trí vết bắn ở chỗ nào. Bản thân cô còn cầm súng trong tay, cô còn sợ cái gì nữa? Trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện đưa tay kéo áo khoác thể thao của cô ta ra. Lúc này nhìn thấy lồng ngực của nữ cảnh sát đã bị máu làm ướt một mảng lớn, trên vết thương còn chảy máu ra ngoài. Sau đó anh lập tức dùng thủ pháp điểm huyệt ở trên lồng ngực cô ta, thật ra chính là điểm huyệt vào kinh mạch 13 tay giúp cô ta cầm máu. Ngay sau đó, vết thương không còn chảy máu nữa. Mà Ninh Kha cũng cảm thấy rất thần kỳ, không nghĩ tới cô ta mới chỉ cần vài cái điểm ở trên lồng ngực của Dương Bách Xuyên, miệng vết thương liền cầm máu cũng không có cảm giác gì, nhưng lại cảm giác được ngón tay anh khi chạm vào người có hơi tê dại, giống như là trên ngón tay của anh có dòng điện chạy qua cơ thể vậy. Viên đạn bị kẹt ở xương cốt, lấy ra có hơi khó khăn, cô nằm xuống tôi giúp cô lấy đạn. Dương Bách Xuyên nói xong. Rồi đứng lên tìm trong xe cái dây thừng trói hai tên tội phạm ném ra ven đường. Bụp. Sau đó chui vào trong xe anh nhìn nữ cảnh sát nói, cô cảnh sát cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Nằm xuống. Nằm xuống, anh muốn làm gì? Ninh Kha lại khẩn trương lên, súng lục chĩa vào Dương Bách Xuyên. Tôi nếu như tôi không lấy viên đạn đang trong người cô ra thì vết thương sẽ không cầm được máu, tôi mới chỉ cầm máu chỉ là tạm thời cho cô. Còn nếu như cô muốn chờ chết thì cứ chờ đi. Dương Bách Xuyên bị chọc cho tức nghiến răng nghiến lợi, anh sao phải cứu cô ta mà sao cô ta lại cho rằng bản thân anh sẽ chiếm tiện nghi của cô ta chứ? Tôi, không phải, anh chờ một chút, ý tôi là tôi muốn gọi điện thoại trước, đồng nghiệp của tôi còn có bà chủ nhà hàng còn đang bị gắn bom, bây giờ tôi cần phải thông báo cho gia đình bảo bọn họ đi cứu người, đợi lát nữa anh lại lấy đạn cho tôi. Khuôn mặt của Ninh Kha đỏ bừng. Cô ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên rất tức giận, biết là cô ta nghĩ nhiều, vội vàng tìm một cái cớ nhét vào. Dương Bách Xuyên nhìn cô ta có hơi dở khóc dở cười, luôn cảm thấy chỉ số thông minh và diện của nữ cảnh sát này chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, cũng không biết là giả bộ, hay là trời sinh đơn thuần vậy mà lúc bản thân cô ta đang ở bên bờ vực sinh tử còn nhớ thương người khác. Vừa mới kiểm tra vết thương cho cô ta, Dương Bách Xuyên phát hiện cô ta bị thương thật sự rất nặng. Nếu như không trị liệu kịp thời thì thật sự sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại thấy cô ta nhớ đến đồng nghiệp và bà chủ nhà hàng, lại cảm thấy hai từ đồng nghiệp của cô ta rất đáng yêu. Chỉ thấy tay cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, bấm. Alo, cục trưởng Cao, tôi là Ninh Kha. Cô ta nói một câu như vậy, trong điện thoại liền truyền đến một giọng nói cắt ngang. Ôi chao, tiểu tổ tông, cô đang ở đâu? Có chuyện gì không? Bọn tội phạm có làm gì cô không, tình hình bây giờ là gì? Cục trưởng Cao, tôi đã không có việc gì, tội phạm đã bị chế phục, cậu dẫn người đến nhà hàng cứu người đi, tiểu lý cần được cứu. Được rồi, chúng tôi đã ở nhà hàng, bom là giả, bên này không có việc gì, nhanh chóng báo cáo vị trí của cô, tôi đi tiếp ứng cậu,
cậu nhất định đừng xảy ra chuyện gì nữa. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao có thể báo cáo lại với người nhà của cô đây, tổ tông mau gửi định vị của cô cho tôi. Dương Bách Xuyên nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong điện thoại, cũng biết được hóa ra tên của nữ cảnh sát này là Ninh Kha, nghe ý tứ của người cục trưởng cao trong điện thoại kia dường như đối với Ninh Kha vô cùng bất lực, hơn nữa còn không dám oán giận trách móc, có lẽ cũng là người có bối cảnh. Chờ Ninh Kha cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trán cô ta đã mồ hôi đầy. Sắc mặt từ trắng biến thành màu vàng sáp, điện thoại trong tay và súng cũng cầm không vững rơi vào trong xe, biết vết thương của cô ta đã vô cùng nghiêm trọng, chủ yếu là do việc mất máu quá nhiều hơn nữa trái tim cũng bị đạn chảy xước một chút, đây mới là nghiêm trọng nhất. Dương Bách Xuyên biết hôm nay nếu như anh không ở đây mà đổi lại thành người khác thì Ninh Kha đã đi gặp tổ tiên rồi. Trong lòng vừa suy nghĩ, tay anh đặt ở trong túi lấy nhân sâm từ trong bình càn khôn ra. Trực tiếp dùng răng cắn một miếng, sau đó nói về phía Ninh Kha, há miệng. Ninh Kha suy yếu không chịu nổi, tuy rằng cô ta đã không còn sức lực để nhúc nhích, nhưng tư duy của cô ta vẫn rất tỉnh táo, trợn mắt nhìn Dương Bách Xuyên lấy ra thứ gì đó, trực tiếp dùng miệng cắn một miếng, sau đó từ trong miệng phun ra, đưa về phía miệng cô ta. Há miệng, Ninh Kha có hơi choáng ngợp, cái tên nhóc ghê tởm này, thứ anh đã để trong miệng cắn rồi còn muốn cô ta nuốt sao? Từ nhỏ đã có bệnh sạch sẽ, đánh chết cũng sẽ không há miệng. Dương Bách Xuyên nhìn miệng Ninh Kha mím chặt, lúc này cũng không biết bất chấp cái gì, nếu không cứu cô ta thì anh cũng thật sự bó tay. Anh hừ lạnh nói, cảnh sát ngực to không có não, cô có thấy rõ đây là nhân sâm 500 năm không, coi như là đổi một chiếc xe khác cũng không có vấn đề gì, há miệng, đây là đang giữ mạng cho cô. Ngay cả tiên đan tôi cũng không ăn vì anh quá ghê tởm. Sao lại cắn ở trong miệng anh rồi cho tôi ăn? Cho dù chết tôi cũng không ăn. Ninh Kha trừng mắt suy yếu nói một tiếng. Dương Bách Xuyên sửng sốt phản ứng lại, thì ra cô ta có bệnh sạch sẽ. Anh ha ha cười nói, không phải do cô. Trong lúc nói chuyện anh trực tiếp mở miệng cô ta ra, mạnh mẽ nhét một miếng nhân sâm vào miệng, đưa tay điểm vài cái lên người, đã nuốt xuống bụng. Khụ khụ, tôi muốn giết anh. Ninh Kha trợn trắng mắt. Chờ cô có sức lực rồi nói sau. Giờ phút này Dương Bách Xuyên rất thô bạo, đưa tay đặt trên người cô ta, cầm một cái xé nát cái bộ quần áo cô ta mặc trên người, chuẩn bị giúp cô ta lấy đạn. Nhưng ngay sau đó, sau khi nhìn thoáng qua, anh không thể không nói, chuột Mickey Wow trong khi nói chuyện vẫn còn theo bản năng nuốt nước bọt. Mà Ninh Kha nhìn thấy vẻ mặt Dương Bách Xuyên như tên háo sắc cộng thêm với thủ đoạn thô bạo của anh, vừa tức vừa xấu hổ, ánh mắt ngay lập tức ngất đi. Ha ha, ngất đi cũng tốt, bớt việc. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, một bàn tay để lên ngực cô ta. Bàn tay của Dương Bách Xuyên đặt trên miệng vết thương của Ninh Kha, cũng có một chút xấu hổ. Bởi vì miệng vết thương chỉ cách ngực của cô ta một inch, lòng bàn tay của anh không nghiêng không lệch dính liền lên phía trên. Cảm xúc cũng không tệ, người nào đó nói thầm một câu trong miệng. Cũng may lúc này Ninh Kha hôn mê bất tỉnh, nếu không chắc chắn sẽ liều mạng với anh. Tất nhiên loại thời điểm này, Dương Bách Xuyên cũng không dám tiếp tục chậm trễ, nếu còn chậm trễ nữa, cô nàng này sẽ gặp nguy hiểm, cho dù anh có chân khí trong người cũng khó cứu nổi. Vứt bỏ tạp niệm trong đầu, hít một hơi thật sâu, vận chuyển chân khí trong cơ thể lên bàn tay, anh muốn dùng chân khí hút viên đạn trong cơ thể của Ninh Kha ra ngoài. Mặc dù chưa làm bao giờ, nhưng chân khí cường đại, về lý luận Dương Bách Xuyên biết có thể. Loại giải phẫu làm một lần bên ngoài xác là loại giải phẫu tinh chuẩn hơn bất cứ máy móc cô ta nghệ cao trên đời này, thậm chí là một cuộc giải phẫu không có bất cứ nguy hiểm gì. Bởi vì thứ anh dùng chính là chân khí. Bàn tay dán lên miệng vết thương, vận chuyển chân khí, Dương Bách Xuyên nhìn thấy rất rõ ràng viên đạn trong cơ thể của Ninh Kha đã bắt đầu dao động. Điều này làm cho anh vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ, quả nhiên không có chuyện gì chân khí không làm được. Tăng lớn lực lượng, sắc mặt của Dương Bách Xuyên nghẹn đỏ bừng. Trên thực tế muốn dùng chân khí mạnh mẽ hấp thụ viên đạn trong cơ thể Ninh Kha ra, nói thì đơn giản nhưng làm lại rất khó khăn. Còn sợ thương tổn đến trái tim của cô ta, không dám dùng lực mạnh, chỉ có thể chậm rãi hút ra, cách làm như vậy vô cùng hao phí tinh lực của anh. Tầm 5 phút sau mới ra được một nửa, nhưng cũng làm cho cái trán của anh chảy đầy mồ hôi. Nghĩ thầm, lần mua bán này lỗ vốn. Tiếp tục thêm gần 10 phút nữa,
Đột nhiên bàn tay của Dương Bách Xuyên cảm thấy lạnh, trong tay dùng thêm một chút lực. Phù cuối cùng cũng thành cô tang, mệt sắp chết rồi. Mở lòng bàn tay ra, là một viên đạn sắt hình tròn nhỏ hơn viên bi thủy tinh thông thường, có lẽ vật cướp được từ trong tay tội phạm là một khẩu súng đạn sắt tự chế. Mặc dù viên đạn đã được lấy ra từ miệng vết thương của Ninh Kha, nhưng nguy hiểm thực sự vẫn chưa qua, tiếp theo mới là giai đoạn làm Dương Bách Xuyên cảm thấy khó khăn nhất. Có lẽ trái tim của cô ta bị một lực đánh cực lớn của viên đạn xé rách ra một cái khe nhỏ, đây mới là vết thương chí mạng. Dù đây là một vết thương chí mạng, nhưng cũng may chỉ rách một vết nhỏ trên bề mặt trái tim, nếu lớn hơn một chút nữa, Ninh Kha sẽ chết ngay lập tức. Có thể chịu được đến bây giờ cũng nhờ thể chất của cô ta tốt. Tiếp theo Dương Bách Xuyên phải dùng chân khí chữa trị vết thương trên trái tim và miệng vết thương trên ngực. Vẻ mặt đau khổ lấy ra nhân sâm, cắn một miếng, nuốt xuống, bổ sung một chút nguyên khí cho bản thân. Dương Bách Xuyên lại dùng tay dán lên ngực cô ta một lần nữa. Có linh khí thuần tịnh của nhân sâm tinh bổ sung khí huyết trong cơ thể, Dương Bách Xuyên cảm giác tinh thần khỏe lên rất nhiều, cắn răng tiếp tục chữa trị miệng vết thương cho Ninh Kha. Miếng nhân sâm đút cho Ninh Kha lúc nãy đã hoàn toàn phát huy tác dụng, dưới sự chữa trị của chân khí thuần tịnh của Dương Bách Xuyên, chỉ sau vài phút vết rách trên trái tim cô ta đã được chữa trị hoàn toàn. Nhưng chỉ với vài phút ngắn ngủi này đã làm cho quần áo của Dương Bách Xuyên ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa mới đem đi giặt. Chân khí và tinh lực hao phí còn nhiều hơn trước gấp đôi, bởi vì trái tim là chỗ yếu hại trên cơ thể con người, Dương Bách Xuyên không có sơ sẩy, tập trung cao độ tinh thần hoàn thành chữa trị. Nhìn thoáng qua sắc mặt của Ninh Kha, đã không còn vàng như nến nữa, nhìn qua chỉ hơi trắng bệch. Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bây giờ cô ta không chết được. Bước cuối cùng dùng chân khí chữa trị vết thương ngoài cũng coi như hoàn thành. Một bước này là bước nhẹ nhất trong cả quá trình. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên không phải xen vào, chỉ cần đưa cô ta đến bệnh viện tu dưỡng là được. Nhưng đã đi được 99 bước, đi một bước cuối cùng cũng không mất gì, với suy nghĩ đưa Phật đưa đến Tây Thiên, Dương Bách Xuyên điều động chân khí khổng lồ hội tụ lại trên miệng vết thương của Ninh Kha. Lần này không cần lo lắng sẽ tổn thương đến trái tim của cô ta, xuống tay cũng thô bạo hơn, dùng sức hơn. Nhưng không nghĩ đến bởi vì anh dùng sức quá lớn, làm cho Ninh Kha đang hôn mê tỉnh lại, hoặc nói sau khi vết thương trên trái tim được Dương Bách Xuyên chữa trị, cô ta đã gần như phục hồi nguyên khí, mở mắt ra. Ninh Kha cảm thấy trên người quanh quẩn một dòng nước ấm, thoải mái đến mức không nói lên lời, cả người thoải mái giống như đắm chìm trong ánh nắng dịu. Nhưng giây sau cô ta đã lấy lại cảnh giác, mở mắt ra thấy bàn tay của Dương Bách Xuyên đang nắm ngực của chính mình. Khó thở xấu hổ và giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, chưa từng có khác phái dám làm vậy với cô ta. Lấy lại phản ứng, hét to một tiếng hét chói tay, dùng sức lực toàn thân đánh ra một cái tát. Dương Bách Xuyên là một người rất nhạy bén, vừa phát hiện Ninh Kha tỉnh lại, vừa định nói, khi người đẹp cảnh sát, là anh em đã cứu cô thiếu tôi một ân tình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, không nghĩ đến cô ta thưởng cho mình một bàn tay. Dương Bách Xuyên tức giận. Lập tức giận dữ giơ tay bắt lấy cổ tay của cô ta, nói, CMN cô bị bệnh hả? Anh, biến thái Ninh Kha trừng mắt mắng. Tôi, biến thái. Dương Bách Xuyên đen mặt, lúc này mới lấy lại phản ứng, có lẽ cô ta tức giận vì bàn tay của anh dán lên trên ngực cô ta. Lấy lại phản ứng Dương Bách Xuyên cũng nổi giận, mắng to, CMN cô động đầu óc không được hả? Miệng vết thương của cô ở chỗ này, tay của tôi không để ở đây thì để ở đâu? Lấy viên đạn ra cho cô, lại mệt chết chỉ hết miệng vết thương cho cô, không cảm ơn thì thôi, còn đánh tôi. CMN cô cho rằng tôi đang sàm sỡ cô, nếu cô đã nói vậy, vậy tôi sẽ sàm sỡ luôn, dù sao cũng bị cô hiểu lầm. Hoặc không làm, hoặc đã làm là phải làm luôn, Dương Bách Xuyên rời bàn tay ra khỏi miệng vết thương của cô ta. Lúc này miệng vết thương đã được chữa trị gần như khỏi hẳn, đã khép lại, thuận tay nhéo hai quả đào của cô ta một chút. Trong lòng nghĩ dù sao không sàm sỡ cũng bị cô ta nghĩ thành sàm sỡ, vậy sờ luôn một thể, đỡ có hại. Vừa bóp, tràn đầy co giãn. Trong lòng nói thầm, chuột Mickey cũng đáng yêu phết. Bên kia, Ninh Kha nghe thấy tiếng hô tức giận của Dương Bách Xuyên, cũng cảm thấy hình như chính mình trách oan anh. Bởi vì lúc này cô ta cảm thấy thân thể rất tốt,
Sự đau đớn bỏng rát ở miệng vết thương lúc trước đã biến mất, nếu vậy thực sự là anh đã trị thương giúp cô ta. Vừa nghĩ đến đây đã bị Dương Bách Xuyên nhéo một chút, làm cho cả thân thể của cô ta không nhịn được run lên, trong miệng phát ra một tiếng a. Tỉnh lại, lòng cảm kích đã tan thành mây khói trong nháy mắt. A. Ninh Kha tức giận, tiếng hét chói tai xấp xỉ 8 decibel vang lên. Dùng một tay khác đánh về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên rút tay từ trên ngực của cô lại, trở tay bắt lấy tay của Ninh Kha. Cả hai tay đều bị anh bắt lấy. Sắc mặt của Ninh Kha vừa trắng vừa hồng, hai lần không đánh được Dương Bách Xuyên, tức giận phát khóc. Lúc này cô ta đang nằm trên chỗ ngồi phía sau xe, nghiêng người nhấc chân dùng sức đá vào Dương Bách Xuyên. Nhưng không gian hẹp hòi, cô ta vừa động, Dương Bách Xuyên cũng bắt lấy tay của cô ta đưa lên trên đầu. Mất thăng bằng trực tiếp ngã trên người cô ta. Một tư thế vi diệu xuất hiện, quan trọng hơn thân thể của Dương Bách Xuyên mất đà, trực tiếp hôn một ngụm bên ngoài miệng của Ninh Kha. Âm đoàng. Lúc này Ninh Kha chỉ cảm thấy đầu có trống rỗng, trong lòng chỉ còn một câu, mình không còn nụ hôn đầu tiên, tên chết tiệt này hôn lên ngoài miệng của mình. Ninh Kha có thói ở sạch từ nhỏ, không nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của cô ta sẽ mất bằng cách này. Cũng không nghĩ đến sẽ bị một người đàn ông ghê tởm hôn. Cô ta cảm giác hôm nay chính là tận thế, bắt tội phạm thất bại còn bị tội phạm bắt cóc ngược lại, phản kích lại vồ hụt còn ăn một súng, gặp phải một con tin lại là tên biến thái. Trời đất sụp đổ, cả người Ninh Kha cứng đờ, vừa muốn động vừa không muốn động, nằm yên để mặc Dương Bách Xuyên dán lên ngoài miệng. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy, theo bản năng liếm môi một chút mới nâng miệng lên, nói, ha ha, chuyện này không thể trách tôi, đúng không? Chính cô tìm đường chết, không phải tôi muốn sàm sỡ cô. Buông ra ngay, nếu không chắc chắn tôi sẽ giết anh. Phục hồi lại tinh thần, Ninh Kha lạnh lùng nhìn Dương Bách Xuyên, nói. Cô cho rằng tôi là thằng ngu hả? Buông ra để cô đuổi giết tôi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa. Hai tay vẫn giữ chặt lấy tay của cô ta, ghé vào trên người cô ta nói. Cô, tên khốn kiếp, biến thái Ninh Kha có vẻ không biết mắng chửi người, lăn qua lộn lại cũng chỉ hai câu này. Tôi khốn kiếp, là tên khốn kiếp này cứu cô đang vong ân phụ nghĩa. Dương Bách Xuyên cãi lại. Nhưng, anh bắt nạt tôi lúc này Ninh Kha rưng rưng nước mắt, nói. À đây là hiểu lầm, nhìn thấy bộ dáng sắp khóc của Ninh Kha. Dương Bách Xuyên không biết phải làm gì, bởi anh sợ nhất là con gái khóc. Sau đó nói, đợi lát nữa tôi buông cô ra, nhưng cô không thể đuổi theo tôi, được không? Anh buông trước, Ninh Kha nói. Đúng lúc này, chuông cảnh báo vang lên, chắc là cứu viện của Ninh Kha đến. Dương Bách Xuyên nhìn thấy khóe mắt của cô ta hiện lên một tia xảo trá, hiểu ra cô nàng này vẫn không buông tha chính mình. Liếc nhìn áo ngực của cô ta một cái, đột nhiên anh nở nụ cười xấu xa. Nếu cô còn ngang ngược vô lý, đuổi theo đánh ân nhân cứu mạng này, vậy tôi sẽ nói chuyện cô mặc áo lót chuột Mickey cho đồng nghiệp của cô, ha ha. Sắc mặt Ninh Kha cứng đờ, anh, thắng. Sau khi uy hiếp thành công, Dương Bách Xuyên buông cô ta ra, đứng ở ngoài xe, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy có hai chiếc xe cảnh sát đang gào thét lao đến. Trong phút chốc Ninh Kha đã mặc xong quần áo, đi ra khỏi xe, đỏ mặt trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Nói chuyện hôm nay nếu anh dám nói ra ngoài, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, Dương Bách Xuyên tôi nhớ kỹ anh. Ha ha, tôi cũng nhớ kỹ Ninh Kha cảnh sát, về nhà tu dưỡng cho tốt, mất máu quá nhiều không phải chuyện tốt. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng chỉ muốn đùa cô ta. Không cần anh lo. Ha ha. Trong khi hai người đang đấu võ mồm, cảnh sát dừng lại, chiếc xe đầu tiên có một người đàn ông trung niên bước xuống. Ninh Kha đi qua cúi chào nói cục trưởng Cao. Ninh Kha, cô thế nào rồi? Nhanh chóng gọi chữa bệnh và chăm sóc lại đây. Người đàn ông trung niên nói với người bên cạnh, vẻ mặt của ông ta rất khẩn trương. Đối với Ninh Kha, Cao Văn Thái cung phụng giống như tổ tông, cố tình tính cách của tổ tông này quá hiếu thắng. Nếu cô ta xảy ra sơ suất gì, Cao Văn Thái phải ngồi khóc, không có người biết bối cảnh sau lưng tổ tông này, nhưng ông ta biết rất rõ ràng. Lúc trước nghe trong điện thoại cô ta nói bị súng lục bắn, suýt chút nữa Cao Văn Thái bị dọa ngất xỉu, vội vàng chạy đến. Lúc này nhìn đến vết máu trên người cô ta, miễn bàn có bao nhiêu khẩn trương. Cục trưởng Cao,
ngài đừng lo lắng, tôi không có việc gì, cũng may hôm nay có Dương Bách Xuyên này đã cứu tôi, cũng là anh ta bắt giữ hai tên tội phạm. Lời nói của Ninh Kha là thật, không ôm công lao lên trên người mình. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra cho Ninh Kha, cũng nói không có trở ngại gì, chỉ mất máu quá nhiều, trở về tu dưỡng một thời gian là khỏe. Hơn nữa không ngừng tán thưởng người chữa khỏi vết thương cho Ninh Kha là thần y. Qua những gì bác sĩ nói, Cao Văn Thái vô cùng biết ơn Dương Bách Xuyên, thân thiết bắt tay cảm ơn Dương Bách Xuyên. Ông ta thiệt tình cảm ơn, nếu không có Dương Bách Xuyên, hôm nay Ninh Kha sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cô ta xảy ra chuyện, chức cục trưởng này ông ta cũng khỏi làm. Dương Bách Xuyên biết đối phương là người đứng đầu công an cố đô, nói vài câu về trường hợp hiện trường, sau đó lấy lời khai, coi như xong việc. Trước khi đi Cao Văn Thái để lại số điện thoại, nói về sau chắc chắn phải mời anh một bữa cơm. Dương Bách Xuyên cũng sốt ruột muốn về nhà, hôm nay xảy ra chuyện chậm trễ thời gian ban ngày, trời đã đến hoàng hôn. Hai tên tội phạm cũng bị dẫn đi, qua lời của bác sĩ Ninh Kha cũng biết được tình huống hôm nay của chính mình rất nguy hiểm. Biết nếu không có Dương Bách Xuyên, có lẽ cô ta thật sự sẽ quang vinh hy sinh, cũng hiểu rõ một loạt hiểu lầm lúc trước cũng không trách Dương Bách Xuyên được. Nhưng trong lòng vẫn còn một chút vướng mắc, hơn nữa, hôm nay bị Dương Bách Xuyên sàm sỡ từ đầu đến cuối, cảm giác trong lòng cứ quái quái. Cảm ơn tên khốn kiếp, nói xong đỏ mặt chui vào xe, rời đi. Tên khốn kiếp, cảm ơn, Dương Bách Xuyên nhìn đám người rời đi, lời này của cô nàng là cảm ơn. Hay là không cảm ơn? Quay đầu nhìn một chút cũng lái xe rời đi. Hơn 8 giờ tối, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng về đến quê. Đường núi ở đây hơi khó đi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị thuê khách sạn ở Mai rồi về nhà, còn mua chút đồ vật trở về, cũng dự định đi thăm hàng xóm người thân bạn bè. Cảnh sắc trong thôn núi rất thuần phác, Dương Bách Xuyên biết một mình bà nội ở nhà, mọi người đều đến giúp đỡ. Em gái đi học ở trên huyện. Nhẩm Tính cũng đã qua thời gian thi đại học, cũng không biết con bé thi đỗ đại học không. Trong khoảng thời gian này cũng không gọi điện thoại hỏi thăm tình huống trong nhà, nghĩ lại người làm anh trai như anh thật không xứng chức. Về phương diện khác, Dương Bách Xuyên biết bà nội và em gái không gọi điện thoại đến vì sợ ảnh hưởng đến việc học của chính mình. Bây giờ chính mình vẫn chưa nói cho hai người những chuyện anh đang làm. Muốn đợi đến khi dàn xếp xong tất cả, về nhà đón bọn họ. Không ngờ lại kéo dài đến bây giờ. Sau khi đặt phòng ở khách sạn, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, rất muốn ăn chút đồ ăn vặt quê nhà. Buổi tối chợ đêm có nhiều đồ vặt nhất. Anh học 3 năm trung học ở huyện, rất quen thuộc với nơi này, ở chỗ này cũng có một người bạn học rất thân thiết Cung Lăng Phong. Thời cấp 3, Cao Lăng Phong có tiếng là hỗn thế ma vương, người này bởi vì đánh nhau nên bị giáo viên đuổi học từ học kỳ đầu năm 3. Nhưng làm người rất coi trọng tình nghĩa, mấy năm nay anh ta làm kinh doanh, vẫn luôn liên hệ với Dương Bách Xuyên, nghe nói đang làm buôn bán dược liệu. Lúc đi học cấp 3, đánh bóng bàn, trượt băng, trốn học, tất cả những việc đó anh đều làm. Đều do Cung Lăng Phong dẫn anh đi học mấy cái đó, bây giờ nghĩ lại thật sự có chút nhớ đoạn thời gian đó. Vì vậy sau khi trở về, Dương Bách Xuyên gọi điện cho Cung Lăng Phong đầu tiên, hẹn đi ăn cơm. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã được bắt máy. Nhóc Xuyên CMN cậu còn biết gọi điện thoại cho anh em. Điện thoại truyền đến tiếng cười ha ha của Cung Lăng Phong. Tôi trở về gọi điện thoại luôn cho cậu đây, có ở nhà không đi ra ăn cơm. Dương Bách Xuyên cười nói. Cái gì, cậu thật sự về rồi. Trong điện thoại Cung Lăng Phong rất vui mừng. Dương Bách Xuyên, lừa cậu làm gì? Tôi đang ở cửa hàng đồ nướng số 10. Cũng đang ăn cơm. Ha ha, vừa rồi có người hỏi thăm tin tức của cậu, mấy người chúng tôi chờ cậu, nhanh đến đây. Cung Lăng Phong cười ha ha, nói. Mấy bạn học thời cấp 3, có mấy người cậu quen biết, lại đây đang nói chuyện. Cung Lăng Phong không nhiều lời. Được, đợi tôi một lúc. Dương Bách Xuyên cúp máy, đi ra khách sạn đi thẳng đến cửa hàng đồ nướng số 10, anh rất quen thuộc nơi này, biết đây là một cửa hàng lâu năm. 10 phút sau, Dương Bách Xuyên đến cửa hàng đồ nướng, vừa xuống xe đã thấy mấy người Cung Lăng Phong ngồi bên ngoài. Thời tiết tháng 7 là thời điểm nóng bức nhất. Nhóc Phong, Dương Bách Xuyên đi qua gọi Cung Lăng Phong. Ha ha, cuối cùng thằng nhóc nhà cậu cũng đến rồi.
Cung Lăng Phong đứng dậy, cho Dương Bách Xuyên một cái ôm mạnh mẽ. Ở trên bàn ngồi 5-6 người, có nam có nữ, Dương Bách Xuyên nhìn qua thấy đều là bạn học thời cấp 3, trong đó còn có một người phụ nữ nhìn hơi quen. Cung Lăng Phong cười ha ha, nhỏ giọng nói, nhóc Xuyên, Dư Giai đến, còn có Nghiêm Bốn Mắt. Thật ra cậu ta nghe được Dư Giai trở về, hẹn Dư Giai, ha ha, không phải lúc trước cậu muốn theo đuổi Dư Giai sao? Cơ hội đêm nay rất tốt, anh em ủng hộ cậu. Cút đi, Dương Bách Xuyên cười mắng một tiếng, thật ra tình cảm lúc trước với Dư Giai rất mơ hồ, viết một bức thư tình cho cô, kết quả chưa đưa đến tay của Dư Giai đã bị chủ nhiệm lớp bắt được. Cũng may lúc đó chủ nhiệm lớp không tồi, không công khai, nhưng Cung Lăng Phong lại là nhân chứng. Lúc đó là năm nhất, căn bản không hiểu yêu hay không yêu, hoàn toàn là thấy thích thích. Lúc ở cấp 3, Dư Giai chính là người học giỏi nhất, mấy người đều là bạn học cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp Dương Bách Xuyên đi vào Cố Đô học đại học, Dư Giai đi học đại học Yên Sơn, từ đó đến giờ không liên hệ, không thể tưởng tượng được sẽ gặp lại vào đêm nay. Nghiêm Bốn Mắt chính là con nhà giàu, Nghiêm Cấm Nhãn, nên trước kia luôn gọi là Nghiêm Bốn Mắt, rất thích theo đuổi Dư Giai nhưng không thành công. Nghiêm Bốn Mắt không thích Dương Bách Xuyên, bởi vì từ lúc đi học anh ta đã rất khinh thường trai thôn. Mọi người không chỉ nói về nó. Liếc mắt đảo qua một lượt, mấy người đêm nay đều là bạn học trong huyện, ngoài Nghiêm Bốn Mắt ra, mấy người khác đều có quan hệ không tệ. Đặc biệt là lúc ở trường, Dư Giai và Dương Bách Xuyên, một người là lớp trưởng, một người là lớp phó học tập. Học tập không tồi, cũng nói chuyện hợp nhau, nhưng cuối cùng cũng không yêu đương. Lúc đó cũng không hiểu yêu. Lúc trước ở cấp 3, hai người cũng xem như nhân vật học giỏi. Dương Bách Xuyên đi qua lần lượt bắt tay với bọn họ. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, Dư Giai cũng vui vẻ, chủ động đứng lên, cười nói, Dương Bách Xuyên, lớp trưởng Dương đã lâu không gặp. Dư Giai lớp phó học tập Dư, đã lâu không thấy hai người bắt tay nhìn nhau cười. Giống như trở về thời cấp 3. Nghiêm Bốn Mắt thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, trong mắt hiện lên sự không vui. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy anh và Dư Giai bắt tay, trên mặt Dư Giai hiện lên nụ cười, trong lòng lập tức không vui. Thấy tình cảnh như vậy, Nghiêm Bốn Mắt cười ha ha, nói, lớp trưởng, lâu rồi không gặp. Người này cố ý vươn tay, bắt tay với Dương Bách Xuyên, đánh gãy cuộc nói chuyện của Dương Bách Xuyên và Dư Giai. Bốn Mắt đã lâu không gặp. Dương Bách Xuyên vẫn gọi anh ta là Bốn Mắt. Mấy người ngồi xuống, nâng chén uống rượu, cho đến khi nói đến công tác của từng người sau khi tốt nghiệp, một bạn học đứng dậy kiêu ngạo làm ra vẻ nói, đi vào công thương, về sau có việc mọi người cứ tìm tôi. Sau một trận nịnh hót, một người hỏi Nghiêm Bốn Mắt, nói, Bốn Mắt, sau tốt nghiệp cậu thế nào? Công tác ở đâu? Ngay lập tức khuôn mặt của Bốn Mắt hồng hào đỏ rực, tự hào nói. Vào tỉnh làm ở cục vệ sinh môi trường ở Cố Đô, dù sao cũng coi như ổn định, có lẽ về sau ít về quê. Trong nhà đã mua hết xe và nhà, đang giục tôi đi kết hôn đây. Có thể an cư lạc nghiệp ở đô thị như Cố Đô, ở trong mắt mọi người là một bước lên trời, hơn nữa có nhà có xe có công việc, đây là chuyện làm cho mọi người cực kỳ hâm mộ. Sau khi mọi người khen tặng lẫn nhau mấy câu, đột nhiên Nghiêm Bốn Mắt nã pháo về phía Dương Bách Xuyên. Nói, Dương Bách Xuyên tôi nhớ cậu cũng ở Cố Đô đúng không? Tốt nghiệp, tìm được nơi công tác nào chưa? Nếu không tìm được, cứ việc mở miệng, tôi biết điều kiện nhà cậu không tốt, bây giờ tìm việc làm không có tiền không có quan hệ thì không tốt lắm. Có lẽ tôi có thể giúp được cậu một chút, ông già nhà tôi có quen biết vài người ở Cố Đô. Nghiêm Bốn Mắt lộ ra sự kiêu ngạo ở mọi nơi, có lẽ vừa rồi không nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi xe BMW, nếu không sẽ không nói vậy. Nhưng mọi người đều nghe ra được, trong lời nói của Nghiêm Bốn Mắt tràn ngập sự chế giễu. Nếu muốn ra vẻ, vậy phải ra vẻ cho tốt, Dương Bách Xuyên cũng biết ra vẻ. Cung Lăng Phong nghe thấy sự khinh thường trong lời nói của Nghiêm Bốn Mắt, lập tức nheo mắt lại, nhóc Xuyên, đi, anh em mời các cậu đi ca hát, ăn nướng BBQ ăn nhiều nóng trong người, chúng ta đi uống rượu. Bữa cơm này là Nghiêm Bốn Mắt mời khách, anh ta không muốn Dương Bách Xuyên chịu nhục nhục. Lúc này Dư Giai cũng đứng dậy nói, được, tôi cũng muốn đi ca hát. Dư Giai đi, mấy người khác cũng sẽ đi, Nghiêm Bốn Mắt cũng không ngoại lệ. Tính cả Dương Bách Xuyên có 6 người, lúc lên xe, Nghiêm Bốn Mắt ra vẻ lấy ra chìa khóa Audi, mời Dư Giai lên xe.
còn đắc ý liếc nhìn Dương Bách Xuyên, ý nói, nhìn xem tao có xe này. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên không muốn vả mặt nghiêm bốn mắt, nhưng nhìn thấy sự kiêu ngạo này, anh cười. Nhìn Dư Giai, Dương Bách Xuyên nói, Dư Giai, ngồi xe của tôi đi. Nói xong, lấy ra chìa khóa xe BMW, ấn xuống điều khiển từ xa, ngay lập tức âm thanh tích tích vang lên từ cách đó mười mấy mét. Ngay sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là nghiêm bốn mắt. Mặt mũi đỏ bừng, toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Nghiêm bốn mắt nhìn chiếc xe BMW mới tinh kia của Dương Bách Xuyên, sắc mặt thoát xanh thoát trắng. Lúc trước nghe Dương Bách Xuyên nói anh có nhà có xe, nghiêm bốn mắt còn tưởng anh chém gió nên chỉ cười ha ha. Bây giờ nhìn chiếc BMW trước mặt, anh ta cảm thấy cú vả mặt này hơi đau. Từ hồi đi học nghiêm bốn mắt đã khinh thường đám học sinh nông thôn, cho rằng họ là những kẻ phấn đấu suốt đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà, một chiếc xe. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên có hẳn một chiếc BMW, lại còn là mẫu 7 series mới nhất. Hôm qua lúc mua xe anh ta còn cố ý xem mẫu xe này, giá hơn 280 vạn. Cho dù nhà họ Nghiêm muốn mua mẫu xe này cũng phải cắn răng nghiến lợi, chiếc Audi của anh ta chỉ có hơn 50 vạn thôi. Một chiếc xe này của Dương Bách Xuyên đã hơn mấy chiếc xe của anh ta. Cung Lăng Phong ở bên cạnh nhìn mà buồn cười, rất muốn nói với Nghiêm bốn mắt một câu, cho cậu khoe khoang nè, lần này bị vả mặt chưa? Có điều anh ta và mấy bạn học đều rất tò mò rốt cuộc trong mấy năm đi học Dương Bách Xuyên đã làm gì mà lợi hại đến mức có thể lái BMW. Bây giờ nghĩ lại trước đó anh nói mình có nhà, có xe, có việc làm, chắc chắn đây không phải nói khoác mà là sự thật. Dư Giai cũng rất kinh ngạc, cô biết gia cảnh của Dương Bách Xuyên. Hồi đi học hai người đều là học sinh xuất sắc, Dương Bách Xuyên có thể coi là một nam sinh có quan hệ rất tốt với cô thời cấp 3, chỉ có điều cả hai người đều hướng nội ít nói. Trước kia Dương Bách Xuyên từng viết thư tình cho cô, thật ra về sau cô biết chuyện này là bởi vì chủ nhiệm lớp đưa bức thư tình đó cho cô đọc, đồng thời dặn dò cô đặt việc học lên đầu, bằng không yêu sớm sẽ hủy hoại tương lai của hai người. Lúc đó cô đều nghe lọt tai những lời này, và cũng khắc ghi nội dung bức thư tình trong đầu. Chẳng qua là cô không nói cho Dương Bách Xuyên mà thôi. Đối với Dư Giai, Dương Bách Xuyên cũng là một ký ức thời thanh xuân. Bức thư tình năm đó khiến cô mãi nhớ về anh. Bầu không khí có phần lúng túng, một bạn học khác ra mặt hòa giải. Bốn mắt à, sáng nay tôi học lái xe ở trung tâm xong rồi mà vẫn chưa từng lái xe bên ngoài, cho tôi lái xe của cậu được không? Hả, được, nghiêm bốn mắt thuận đà xuống nước, cùng với mấy người khác lên xe đi trước. Dương Bách Xuyên cười hờ hững, lên xe cùng Cung Lăng Phong, Dư Giai và hai bạn học khác. Trên xe, Cung Lăng Phong nói đùa, nhóc Xuyên được đấy, xem ra bây giờ cậu ăn nên làm ra rồi nhỉ. Mấy năm nay anh đây kinh doanh dược liệu không tốt lắm, sau này đi Cố Đô lăn lộn với cậu được chứ? Chỉ sợ cậu không đến thôi. À đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi cậu kinh doanh dược liệu gì. Dương Bách Xuyên chợt nảy ra một ý. Hiện tại công ty của anh và Lưu Thích Kỳ không thể tách rời dược liệu, sau này sản phẩm của công ty tăng thì nhu cầu dược liệu sẽ rất cao. Anh có thể dẫn theo Cung Lăng Phong cùng làm ăn. Chủ yếu là trồng dược liệu, cũng mua qua bán lại nữa. Mấy năm nay ảm đạm lắm, không kiếm được mấy đồng. Hiện giờ trong nhà kho của tôi còn chất đống dược liệu của 1-2 năm đây này, không bán được thì thành củi đốt thôi. Cung Lăng Phong than thở. Dương Bách Xuyên cũng biết dược liệu chính là như thế, bán được tiền thì là thuốc, không bán được thì là củi. Phong này, lát nữa tôi cho cậu một số điện thoại. Ở Cố Đô tôi có một người anh em kinh doanh rượu thuốc, chắc hẳn cần rất nhiều dược liệu. Cậu liên lạc với cậu ấy, nhanh chóng bán hết dược liệu tồn đi. Và lại cậu trồng dược liệu rất hợp với hướng đi của công ty kia, có thể bàn chuyện hợp tác lâu dài. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng có lẽ giới thiệu Cung Lăng Phong cho Lưu Tích Kỳ cũng tốt, dù sao tương lai công ty Vân Kỳ sẽ làm ăn lớn, nhất định phải có cứ điểm dược liệu của mình. Anh và Lưu Tích Kỳ từng bàn bạc chuyện này. Mà Cung Lăng Phong cũng phù hợp với hướng đi của công ty. Thật ư, Cung Lăng Phong mừng rỡ. Anh ta biết với tính cách của Dương Bách Xuyên, anh sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Tôi có thể lừa cậu chắc. Dương Bách Xuyên lườm Cung Lăng Phong, dứt khoát đọc số điện thoại của Lưu Tích Kỳ cho đối phương và bảo ngày mai hãy gọi điện. Mấy người đến quán karaoke đi hát trong tiếng nói cười vui vẻ. Quán karaoke ở huyện nhỏ không lớn lắm.
đi vào cửa là đến hành lang. Phía trước có 4-5 thanh niên trông giống côn đồ, tóc ngắn ngang tai, tay còn xăm hình. Bọn họ khoác vai bá cổ đi đến, xem chừng uống say rồi. Mấy người Dương Bách Xuyên còn cố ý tránh sang bên cạnh nhường đường. Họ đến đây là để vui vẻ hát hò chứ không phải để gây chuyện, cũng không muốn gây chuyện. Nhưng đôi khi rắc rối cứ tự tìm tới. Lúc hai bên đi qua nhau, Cung Lăng Phong bị một người trong số đó huýt vai vào người. Anh ta vốn nóng tính, lập tức nổi giận nhưng bị Dương Bách Xuyên cản lại, thôi Phong ơi, chúng ta đến đây để ca hát. Cung Lăng Phong trừng mắt, nhưng cũng không nói gì nữa. Ai dè lúc này Dư Giai đi phía sau Dương Bách Xuyên bỗng hét lên, á! Anh! Dương Bách Xuyên quay lại thì thấy một bàn tay đặt trên mông Dư Giai, anh giận dữ nhìn một thanh niên trong đám. Hi hi, cô em này sở sướng tay ghê, thanh niên cười hình hịch, sau đó duỗi tay về phía ngực Dư Giai. Dương Bách Xuyên híp mắt kéo Dư Giai ra sau lưng rồi túm lấy tay thanh niên với tốc độ nhanh như chớp. Rắc! Lần này anh thẳng tay bẻ gãy 3 ngón tay của đối phương. Á! Thanh niên kêu ré lên như chọc tiết lợn. Mẹ mày thả anh Tam ra! Mấy tên côn đồ ở bên cạnh vừa chửi mắng vừa lao tới. Cung Lăng Phong tinh mắt, đá một tên đang nhào tới ngã lăn ra đất. Dương Bách Xuyên vốn đang khuyên can Cung Lăng Phong đừng gây chuyện, nhưng họ không muốn gây chuyện mà người ta lại động chạm trước, đặc biệt là đùa giỡn Dư Giai, điều này đã chọc Dương Bách Xuyên tức giận. Anh và Cung Lăng Phong ra dăm 3 chiêu đánh gục 5 tên côn đồ. Sau đó, anh híp mắt nói với tên côn đồ sờ mó Dư Giai, xin lỗi đi. Đau đớn khiến Trần Tam tỉnh rượu phân nửa. Gã biết là mình đụng phải kẻ khó chơi rồi, nhưng bảo gã xin lỗi thì hơi khó. Từ trước tới giờ gã hoành hành ngang ngược ở huyện nhỏ này, không ai dám không nể mặt gã. Thấy Dương Bách Xuyên lạ mặt, không phải người thường gặp trên thành phố, cho nên gã chẳng sợ, nói rất hùng hồn, trông chú mày lạ mặt, chắc hẳn không biết Trần Tam là ai đúng không? Xin lỗi á, ha ha, tốt nhất là mày xin lỗi tao trước đi, nếu không hôm nay tao sẽ khiến mày nằm thẳng cẳng ra ngoài. Mày có tin không? Dương Bách Xuyên nhếch môi cười. Đến hoa đầu là côn đồ hàng thật giá thật ở Cố Đô anh còn chẳng sợ, sao có thể bị côn đồ ở huyện dọa dẫm? Hồi học cấp 3 Dương Bách Xuyên từng nghe nói côn đồ ở huyện rất phách lối, lúc đó anh không tin vì chưa tiếp xúc bao giờ, hôm nay anh muốn xem thử. Anh thình lình giơ chân dẫm lên tay Trần Tam. Rắc! Á! Dương Bách Xuyên không nhấc chân ra khỏi tay Trần Tam. Trần Tam kêu la oai oái vì đau đớn, mấy tên côn đồ bên cạnh gã cũng sợ tái mặt. Không ngờ Dương Bách Xuyên nhìn có vẻ nho nhã, vậy mà ra tay còn ác hơn bọn chúng. Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Gọi điện cho chú út của tao đi. Trần Tam lườm mấy tên đàn em, gã vẫn rất ngang ngạnh, không chịu xin lỗi. Tao cho mày thêm một cơ hội, xin lỗi bạn tao đi. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Trần Tam. Hoàn toàn không quan tâm chuyện gã sai người gọi điện thoại. Nhãi con mày chờ đấy, có biết chú út của tao là ai không? Là Trần Bảy Roi huyện cổ đó. Mày chờ chết đi, ha ha ha, Trần Tam cười điên cuồng. Lúc này mặt Cung Lăng Phong chợt biến sắc, nhóc Xuyên. Hay là bỏ qua đi, chúng ta không thể chọc vào Trần Bảy Roi. Cung Lăng Phong cũng rất bối rối, không ngờ tên Trần Tam này lại là người nhà họ Trần. Nhà họ Trần là thế gia vọng tộc ở huyện cổ, trong nhà không có ai làm chính trị nhưng mọi người không dám chọc vào. Bởi vì người huyện cổ đều biết nhà họ Trần là gia tộc đã bảo vệ huyện thành, chống lại mấy trăm thổ phỉ, cứu giúp dân chúng huyện thành trong thời kỳ chiến loạn. Thế hệ trước rất kính trọng người nhà họ Trần. Nghe nói nhà họ Trần luyện võ nhiều đời, đến bây giờ vẫn vậy. Ngôi trường dạy võ duy nhất ở huyện cổ là do người nhà họ Trần mở. Ở huyện cổ, người nhà họ Trần rất được yêu quý. Trần Bảy Roi mà Trần Tam nhắc đến là dân giang hồ khét tiếng. Nghe nói hồi trẻ ông ta dùng tiên pháp nhà họ Trần đánh khắp 2 quận 5 huyện xung quanh không có đối thủ, đánh tổng cộng 7 roi, roi nào cũng lợi hại. Cung Lăng Phong thì thầm thuật lại cho Dương Bách Xuyên một lượt với hy vọng anh tha cho Trần Tam. Thật sự là ở huyện cổ không có mấy ai dám chọc vào nhà họ Trần, nhất là Trần Bảy Roi. Mặc dù Cung Lăng Phong chưa từng gặp Trần Bảy Roi, nhưng không hề xa lạ. Ngay cả Dư Giai nghe xong cũng nói, Dương Bách Xuyên, hay là bỏ đi. Cô rất cảm động vì Dương Bách Xuyên ra mặt cho mình,
nhưng càng lo Dương Bách Xuyên động vào người nhà họ Trần sẽ bị trả thù. Về phần mấy người Nghiêm Bốn Mắt, sau khi nghe tin nhóm Dương Bách Xuyên và Cung Lăng Phong đánh nhau với người nhà họ Trần, ai nấy đều chạy biến. Cung Lăng Phong tức quá chửi ầm lên. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên không hề lo lắng chút nào, ngược lại còn nảy sinh hứng thú. Hình như nhà họ Trần này là thế gia cổ võ. Nếu đúng là vậy thì anh muốn xem Trần Bảy Roi này đã đạt tới trình độ nào. Dương Bách Xuyên nhìn Trần Tam cười ác độc dưới đất, sau đó cười khà khà dẫm lên cánh tay còn lại của Trần Tam thêm phát nữa, xin lỗi, dù Diêm Vương tới cũng vô dụng. Tiếng hét thảm thiết của Trần Tam vang vọng khắp hành lang, thu hút rất nhiều người vây xem. Có người quen biết Trần Tam còn xì xào bàn tán. Tên Trần Tam này đụng phải kẻ khó chơi rồi đây. Bình thường gã ỷ vào nhà họ Trần, làm không ít chuyện vô đạo đức. Đúng là đáng đời. Cũng có người lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Người hiểu nhà họ Trần đều biết ở huyện cổ người nhà đó không dễ chọc. Về phần Trần Tam, cả hai tay đã bị Dương Bách Xuyên giẫm gãy, nhưng gã đúng là tên lưu manh, nhất quyết không chịu xin tha. Dương Bách Xuyên thấy Trần Tam tuy nói năng ngang ngạnh, song ánh mắt vẫn không giấu được vẻ sợ hãi, cho nên anh không thèm để ý tới lời lẽ ngang ngược của gã. Anh không tin trên đời này không có người sợ chết. Anh híp mắt nhìn Trần Tam rồi liếc qua chỗ ấy của gã, tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, xin lỗi bạn tao đi. Bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chỗ ấy, lần này Trần Tam sợ rồi. Gã lắp bắp nói, tao nói cho mày biết. Nếu mày dám động vào tao thì lát nữa chú út tao đến đây nhất định sẽ giết mày. Ha ha, Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười ha hả, đồng thời giơ chân làm bộ sẽ dẫm xuống của quý của Trần Tam. Á, đừng, tôi xin lỗi. Cuối cùng Trần Tam cũng biết sợ. Từ ánh mắt của Dương Bách Xuyên gã không nhìn thấy chút e sợ nào, đành cuống quýt cầu xin tha thứ. Tôi xin lỗi, Trần Tam xin lỗi dư dai. Dương Bách Xuyên vỗ vào đầu gã, mày xin lỗi ai thế? Á, đừng đánh. Chị gì ơi tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin chị tha thứ cho tôi. Trần Tam không còn cách nào khác, bây giờ gã rất sợ Dương Bách Xuyên. Gã lớn chừng này mà chưa ra khỏi huyện cổ bao giờ, vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở huyện cổ, cho nên gã cho rằng mình là thiên hạ vô địch, không ai dám động vào mình. Hôm nay đụng phải Dương Bách Xuyên xem như gã được mở mang tầm mắt. Bỗng dưng Trần Tam cảm thấy Dương Bách Xuyên cười híp mắt còn đáng sợ hơn chú út của gã. Trong nhà họ Trần, Trần Tam chẳng sợ ai mà chỉ sợ duy nhất mình chú út của gã. Bởi vì chú út ra tay tàn nhẫn, lúc đánh người giống hệt Dương Bách Xuyên bây giờ, lúc nào cũng cười híp mắt tẩn đối phương. Lúc này gã chỉ mong chút út mau đến rồi chặt tên Dương Bách Xuyên này thành tám mảnh. Tính thời gian thì chắc là cũng sắp đến rồi. Dương Bách Xuyên không cảm thấy gì, nhưng Cung Lăng Phong và Dư Giai ở bên cạnh thì sợ hết hồn. Nhất là khi nghe thấy xung quanh có người kể về nhà họ Trần và Trần Bảy Roi, hai người đều cảm thấy lần này sắp to chuyện rồi. Trái tim đập thình thịch. Mấy bạn học đi cùng thân ai nấy lo, người thì lén chuồn mất, kẻ thì mượn cớ đi WC rồi biến luôn. Dương Bách Xuyên không có ý kiến gì về việc này. Đi thì đi thôi, dù sao quan hệ giữa anh và bọn họ cũng không thân thiết. Chỉ có hai người ở lại là Cung Lăng Phong và Dư Giai. Cung Lăng Phong thấy Dương Bách Xuyên quyết tâm động tới nhà họ Trần thì không cuống nữa, anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dư Giai biết chuyện này do mình mà ra, cùng lắm thì tìm người nhà vậy. Trong lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ, không hiểu sao khi nhìn Dương Bách Xuyên cô lại cảm thấy rất an toàn. Đồng thời, cô thầm hỏi trong lòng, đây là Dương Bách Xuyên dễ ngượng ngùng và kiệm lời ngày xưa ư. Dương Bách Xuyên biết hôm nay mình đánh Trần Tam, muốn chạy không thành vấn đề, nhưng nhà họ Trần là thế gia vọng tộc ở huyện cổ, cho dù anh về nhà thì người ta cũng tìm tới tận cửa. Anh cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chú út Trần Bảy Roi mà Trần Tam nhắc đến có phải là cổ võ giả hay không. Anh nhìn Cung Lăng Phong và Dư Giai rồi nói, đừng lo, tất cả đã có tôi. Chúng ta tìm một phòng riêng ngồi đợi Trần Bảy Roi là được. Cung Lăng Phong và Dư Giai nghe giọng điệu thờ ơ của Dương Bách Xuyên đều cảm thấy nhức đầu. Rốt cuộc là anh lấy đâu ra tự tin. Nhưng chuyện đã đến nước này, Cung Lăng Phong không nghĩ nhiều nữa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đi đến đâu tính đến đó vậy.
Không hiểu sao khi nghe thấy câu nói rất bình thường kia của Dương Bách Xuyên, anh ta lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Từ hồi đi học cung Lăng Phong toàn dẫn theo đám Dương Bách Xuyên đánh nhau trốn học, bản thân anh ta chính là một phần tử hiếu chiến. Lúc này anh ta thật sự không sợ hãi gì hết, đi tìm nhân viên phục vụ thuê một phòng riêng. Sau đó, Dương Bách Xuyên híp mắt nói với Trần Tam, đi thôi cậu ba nhà họ Trần, chúng ta đến phòng riêng chờ chút hút của mày nào. Yên tâm đi, hôm nay tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày. Lúc này Trần Tam hơi thấp thỏm khi thấy Dương Bách Xuyên thờ ơ như thế, tuy gã hồ đồ nhưng không phải đồ ngu mất não. Gã nhìn Dương Bách Xuyên, thầm nghĩ trong lòng, người này nhất định có cơ to hoặc là có chỗ dựa khác, chỉ mong chú út đến đây có thể áp đảo đối phương. Gã không dám chạy, ngoan ngoãn đi theo Dương Bách Xuyên vào phòng riêng. Sau khi mấy người ngồi xuống, Dương Bách Xuyên lạnh nhạt nhìn Trần Tam đang định ngồi, tao cho mày ngồi chưa? Đứng sang một bên đi, chướng mắt. Trần Tam vô cùng nhục nhã, muốn chửi ầm lên nhưng không dám, ngoan ngoãn đứng vào một góc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.